Ủa, nãy em có ghi cái gì không ta? Bình luận á. Vô đông đông chị luôn à. Chị nào đang xem live và chia sẻ live tương tác mà mạnh tay giúp em nha mấy chị nha. Hôm nay sẽ lên live buổi trưa, lên live quần áo mấy chị tương tác mà mạnh tay chia sẻ live giúp em mà. Hello mấy chị luôn à. Chị nào đang xem live cho em xin một chấm, một tim, một xe để tăng tương tác nha. Thấy được live chị thì để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem live luôn nha chị. Dạ rồi, mấy chị yêu vào xem live tương tác mạnh tay giúp em, muốn lên đồ như thế nào mình cứ để lại comment giúp em luôn nha mấy chị. Dạ em có quần áo set váy mấy chị ưng mẫu nào cứ comment giúp ai em nha, đầu live sẽ lên live áo hoặc là quần trước nha mấy đẹp nha. Hôm nay em sale rẻ đúng mấy chị, tranh thủ chốt giúp em. Xin chào chị Hiếu Nguyễn nè, chị Thủy Tiên Nguyễn nè, xin chào chị Đồng Như Lam nè, xin chào mấy chị đẹp của em luôn ạ. À, xin chào mấy chị yêu ạ. À, là mấy chị ưng nhận đồ bên em phải có đẹp thì để lại cho em xin ít comment luôn nha mấy chị. Đầu live tương tác mạnh tay giúp em, để lại cho em xin một chấm, một tim, một xe để đăng tương tác luôn nha. Dạ, hôm nay em sẽ lên live áo chút nè mấy chị ơi, em có quần áo gì cũng có, mấy chị ưng mẫu nào comment giúp em. Đầu live sẽ mở hàng nha mấy em nha, chị nào lấy mở hàng giúp em mà lên giúp em mã nha mấy chị ơi. Lên giúp em mã một nha mấy chị, một con áo màu đen ạ. Mà chất quá đẹp giúp em nha mấy chị nha, áo là áo thun co giãn 4 chiều giúp em, từ form đến chất. Size là từ 45kg ạ, 45kg cho tới 57kg lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy lên giúp em mã một nha, 50 là có đơn giúp em một con áo chất co giãn thoải mái quá xinh luôn ạ. Mã 150k luôn nha mấy chị, áo hàng kiểu luôn ạ. Chất cứ là mát không hề nóng giúp em, từ form đến chất nè, chất dày dặn lên rất là xoay giúp em. Một con duy nhất chị nào lấy mở hàng giúp em là mã 150 là có đơn giúp em nha. Xem like tương tác giúp em để em lên tiếp mấy chị ơi. Nhanh tay comment giúp em mã 150k 57kg đổ lại mình mang vừa luôn cho mấy chị yêu luôn nha. Chất co giãn 4 chiều cho mình luôn ạ. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã mới cho mình luôn. Đây em có một con áo là mấy chị ơi, chất đẹp nè, áo thun trơn giúp em nha. Một con duy nhất size từ 45kg đến 57kg lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy lên giúp em là mã 2 nha. Mã 2 50 giúp em, phôn quá xinh luôn rồi, phôn trơn giúp em à. Phối đồ nào cũng siêu xinh cho mấy chị ơi luôn nha. Mã 2 50k 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Đơn mà lên giản đơn giản lên phôn lên rất là sang giúp em nha. Chất nè, chất dày dặn đơn giản lên rất là xinh. Chị nào lấy lên giúp em mã 2 50 nha. Mã 2 50 để em lên quần đi, em có mấy dạng quần đẹp nè mấy chị tương tác giúp em nha. Tương tác mạnh tay giúp em, để lại cho em một comment để bên em qua tiếp mã mới cho mình nha. Mã 3 cùng con đầm nha mấy chị. Em đâu còn một con đầm duy nhất, chị nào lấy lên giúp em mã 3 size là hàng phi size giúp em, 65kg đổ lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy lên giúp em mã 3 50 nha. Con đầm phôn rất là đẹp mấy chị ơi, chất mát không hề nóng giúp em ạ. Mã 3 50k 65kg đổ lại mình mang vừa nha. Chị yêu đang sợ ngắn mình có thể phối quần legging cũng siêu xinh cho mấy chị yêu luôn ạ. Dạ phôm là phôm xuông giúp em mang thoải mái đi chơi tiệc đâu mang cũng rất là được nha mấy đẹp nha. Chị nào lấy thì lên giúp em mã 350, mã 350 còn một con duy nhất. Hôm bữa rất là nhiều chị hỏi luôn, em còn sót một con duy nhất, chị nào lấy thì cứ comment tương tác giúp em nha. Mã 350k là có đơn giúp em, hàng là hàng free size chất mát không hề nóng giúp em ạ. Họa tiết hoa cho mình siêu xinh luôn nha mấy chị, lên giúp em mã 350k một con duy nhất thôi ạ. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã 4 cho mấy chị ơi. Mã 4 ạ. Em lên sang kẻ nha, quần áo xếp váy mấy chị ưng mẫu nào comment giúp em. Đây em có một con quần nè mấy chị ơi, một con quần nha, quần là quần ống rộng giúp em, hàng là từ 45kg cho tới 56kg đổ lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy chốt lệ đi, hôm nay em sale lỗ mấy chị ơi, 60 là có đơn à. Đây giúp em mã 460k một con duy nhất nha mấy chị, phối đồ nào cũng siêu xinh cho mấy chị luôn ạ. Dạ quần là quần có túi giúp em nha mấy chị nha, chất quần mát nè, mà dành phối quần nào cũng rất là ok giúp em. Có quần
tập gym không em? Dạ có nha, để em lên cho, có mấy dạng quần ôm nữa. Chị nào lấy thì lên giúp em mã, mã 460 nha, mã 460 57 kg lại mang vừa giúp em nha. Cái này về mình phôi áo thun nè, áo gì cũng rất là ok giúp em nha, mang rất là mát không hề nóng. Mã 460 à, em qua tiếp mấy chị ơi. Đi chơi đi làm mặc đều được luôn nha, mấy chị lên giúp em mã 460k một con duy nhất thôi ạ. À, đây em có một con quần đi tập giúp em nè mấy chị ơi, quần nè. Quần lên rất là xinh giúp em, hàng là hàng mới giúp em hết nha mấy chị nha. Size từ 45kg à, 45kg. 45kg cho tới 45kg cho tới 57kg lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy lên giúp em mã 5 nha. Hôm nay sale lỗ 50 là có đơn giúp em mã 5 mà. Mã 5 50k nha mấy chị, giá siêu hời siêu yêu cho mình luôn ạ. Ôm hôm body cho mình bằng rất là đẹp nha mấy chị. Dạ mẫu lên rất là xinh, nào quần legging giúp em nha. Ôm form lên rất là sang, cái này đi tập đi đâu mình phối cũng được giúp em. Luôn có đơn ạ. Dạ có đơn nha, quần đẹp nè chị ơi. Để em lên tiếp. Em qua tiếp mã 6 cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 6 ạ. Mấy chị muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em luôn ạ. Mã 6 một con quần nha mấy chị. Đây quần là quần ống rộng giúp em, hàng là hàng free size nha, 62kg đổ lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em mấy chị ơi, coi dạng thoải mái. Một con duy nhất nha mấy chị nha, về phối với áo nào cũng rất là xinh giúp em nào. Quần là quần ống rộng suông giúp em nha. Một con duy nhất sale lỗ 50 là có đơn giúp em ạ. À, mã 650k 60kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Lưng thun cho mình mặc con dán cho mình rất là thoải mái luôn nha mấy chị. Chất siêu dày dặn giúp em đi đâu mình mua được con quần này giá 50 nó thì không hề có, từ phơm với chất chất dày giúp em nha. Mã 650 từ 62kg đổ lại mang vừa giúp em. Quần là quần lưng thun nè, quần xịn giúp em có túi nè. Lên rất là say giúp em mã 650, chị nào lấy chốt lẻ giúp em để em qua tiếp mã mới nha. Phối đồ nào cũng siêu xinh siêu đẹp cho mấy chị yêu luôn nha, bằng đi chơi đi làm đều được luôn ạ. Mã 650k một con duy nhất ạ. À, em qua tiếp mã 7 cho mấy chị yêu luôn nha, mã 7 ạ. À, mã 7 giúp em, đây em có một con quần cao cấp nè, quần là quần hiệu giúp em, hàng là hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Quần này là hàng Quảng Châu giúp em, size này là tầm 50kg đổ lại mang vừa giúp em, 50kg đổ lại mang vừa giúp em. Một con duy nhất, chị nào lấy chốt lẹ quần giúp em nha. Hôm nay em sale lỗ 50 là có đơn giúp em một con quần ạ. À, dạ em xin chào chị Thùy Trung ạ. Mã 7 50k một con duy nhất cho chị, 50kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À, màu đen mặc siêu đẹp cho mình luôn nha. Quần này rất là xinh mấy chị ơi, 50kg đổ lại mang vừa giúp em mã 7 nha. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em là có đơn giúp em ạ. À, chất co giãn cho mình bằng rất là thoải mái luôn ạ. À, mã 7 50k một con duy nhất ạ. À, em qua tiếp mã 8 cho mấy chị yêu nha. Dạ, một con áo ạ. À, em lên tiếp mã 8 mấy chị ơi, em có con áo nè, chất này chất mong tư ghi coi dạng thoải mái nha. Size là từ 45kg à, 45kg cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy lên giúp em mã 8 50 là có đơn ạ. À, mã 8 50k từ 45kg đến 57kg mình mang vừa cho mấy chị yêu luôn nha. Chất co giãn 4 chiều cho mình mặc không hề bị nóng luôn ạ. À, hóa tiết đơn giản lên rất là sang cho mấy chị yêu. Dạ, nha. Hàng này là hàng thêu giúp em nha mấy chị nha. Hàng thêu chất coi dạng thoải mái, màu quá đẹp giúp em. Chị nào lấy lên giúp em là mã 850. Mã 850 là có đơn giúp em nha. Để em lên tiếp ạ. À, một con duy nhất luôn ạ. À, nhanh tay comment giúp em mã 850k tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã 9 cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 9 một con quần nha mấy chị. Đây em có một con quần hiệu nè, quần là quần tây hiệu giúp em nha mấy chị nha. Hàng mà hàng chuẩn xịn cao cấp giúp em, từ form đến chất nè mấy chị ơi. Lên bao sang là size là từ 45kg à, cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em. Một con duy nhất, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 70 là có đơn ạ. À, mã 970k một con duy nhất nha mấy chị, 58kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À, bằng đi chơi đi làm đều được luôn nha mấy chị. Quần này chất bao đẹp giúp em, quần tây là quần tây hiệu giúp em nha mấy chị nha. Cái này về mình đi làm, đi chơi hoặc đi tiệc thì mình mang cũng được. Về phao áo thun má sơ mi gì cũng rất là xinh giúp em, sale lỗ chỉ có giá 70, mã 9 là có đơn giúp em nha. Chất siêu dày dặn cho mấy chị yêu luôn ạ. À, mã 970k một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em luôn nha. Em qua tiếp mã 10 cho mình luôn ạ. À, xem like, chia sẻ, like, tương tác mạnh tay giúp em. Muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment bên em sẽ lên luôn cho mình nha. Em qua tiếp mã 10 ạ. À, em lên tiếp mã 10 mấy chị ơi. Một con áo đen hỏa tiết chấm đi nha. Rồi đây, áo là chất nhung giúp em nha mấy chị nha. Siêu mát rồi, size từ 45kg à, cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn giúp em một con áo chất nhung ạ. À, mã 10 50k một con duy nhất nha mấy chị, chất nhung mà không hề bị nóng cho mấy chị yêu luôn ạ. À, dạ mang cực tùy thoải mái mấy chị ơi, sale lỗ 50, chị nào lấy chốt lẻ giúp em để qua tiếp mã mấy chị nha. Phối chân váy quần riêng gì đều rất là xinh rất là sang cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 10 50k 58kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À, nhung mà là không kén da kén độ tuổi giúp em, lên rất là sang. À, chị nào lấy thì lên giúp em là mã 10 50 nha. Mã 10 50 là có đơn giúp em một con duy nhất để qua tiếp mã. Xem like, chia sẻ, like, tương tác mạnh tay giúp em, lên giúp em mã 10 50k một con duy nhất. Em qua tiếp mã 11 ạ. À,
Ôi áo hiệu giúp em nè, áo thương hiệu nè mấy chị ơi, lên rất là sang. Đâu ra shop một con duy nhất nha, hàng HM, chị nào lấy chốt lẻ giúp em. Size từ 45kg à, cho tới 54kg đổ lại mang vừa giúp em nha. Cổ là cổ V giúp em, lên rất là sang nè, đơn giản lên rất là xinh nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn à. Mã 11 50k 54kg đổ lại mình mang vừa luôn nha. Chị họa tiết đơn giản lên rất là sang cho mình luôn ạ. Phối đồ nào cũng siêu xinh nha. Màu quá đẹp giúp em nha, áo thun trơn giúp em nè, cổ V mặt vải chất xịn dày dặn giúp em, co giãn 4 chiều 50. Chị nào lấy chốt lẻ comment lẻ à. Cái này mình có thể mặc đi chơi đi làm đều được nha mấy chị. Mã 11 50k một con duy nhất luôn ạ. À, em qua tiếp mã 12 cho mấy chị luôn nha. Em ra tiếp mã 12 nè. Wow, một cái áo họa tiết siêu xinh cho mình nha mấy chị. Mã xem, 12 ạ. À, xem like tương tác giúp em đây, em có áo dạng 4 chiều giúp em nè, chữ nè, lên rất là sang. Size từ 45kg à, 45kg cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Cái này mình đi đâu mình phối cũng được giúp em nha. Chất mát co giãn 4 chiều 50k là có đơn giúp em một con áo màu quá đẹp luôn ạ. Mã 12 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Phối đồ nào cũng siêu xinh cho mình luôn ạ. Màu siêu tôn da cho mấy chị yêu luôn nha. Ủa chất này siêu mát là mấy chị ơi, chất dày dặn giúp em. Mã 12 50, mã 12 50 nha. Một con duy nhất là em hết nha. Chất co giãn 4 chiều nè, đi đâu mình phối cũng là sai giúp em 50k. Chị nào lấy nhanh tay chốt lẻ giúp em để qua chiếc mã mới ạ. À, bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn nhưng mà chị lên giúp em mã 12 50k một con duy nhất luôn ạ. À, em qua tiếp mã 13 cho mấy chị luôn nha. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em qua tiếp mã 13. Ôi mã 13 đẹp nè, quá xinh giúp em nha mấy chị nha. Hàng là hàng size rộng giúp em. Size này là từ 65kg đổ lại mang vừa giúp em. Màu quá đẹp nè, hàng nè, chất đẹp giúp em nha mấy chị nha. Họa tiết lên rất là sang. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em hàng phi size 65kg đổ lại mang vừa giúp em 50k là có đơn ạ. À, wow, giá siêu hời cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 13 50k 65kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À, bên ngoài là màu đỏ đô nha, đối với hạ siêu sang cho mình luôn ạ. Này trên áp nó hơi chói xíu, ngoài màu đẹp lắm mấy chị, tương tác giúp em nha. Hàng nè, xịn là chất co giãn 4 chiều giúp em, từ foam đến chất liệu nha mấy dẹp nha. 50, chị nào lấy chốt lại giúp em 50 là có đơn. Bình thường ra bên ngoài bán với giá rất là cao luôn nha mấy chị. Mã 13 50k một con duy nhất nhanh đây comment giúp em luôn ạ. À, tương tác mạnh tay giúp em qua tiếp mã 14 nha. Mã 14 giúp em có một con quần váy nè, quần váy giúp em màu quá xinh luôn ạ. À, về phối áo thun gì mang cũng là sang giúp em, chất dày dặn đằng sau là quần giúp em nha, quần váy nha. Size là từ size M lỗ lại mang 10 giúp em, sale lỗ 50. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em một con quần váy size M. Lên giúp em mã 14 50k một con duy nhất size M đổ lại mình mang vừa nha. Phối với áo phông, áo sơ mi gì đều rất là sang cho mình luôn ạ. Chất này tiệc đều được nha. Chất này ra ngoài 200 mấy được mấy chị ơi, lên rất là xịn luôn mấy chị nha. Ở đằng sau có túi giúp em, lên rất là sang, hàng là hàng cao cấp giúp em nè mấy chị ơi. Dây kéo khóa đằng sau nè. Giờ đây, chị nào lấy chốt lẻ giúp em là mã 14 50k một con duy nhất, họa tiết sọc cao cho mình rất là sang cho mấy chị. Mã 14 50 là có đơn giúp em, để qua tiếp mã. Nhanh tay comment giúp em mã 14 50k size M nó lại mình mang vừa luôn nha. Tương tác mạnh tay giúp em, muốn lên áo quần xếp bộ gì cứ để lại comment bên em sẽ lên luôn cho mình ạ. À, em qua tiếp mã 15 một con đầm nha mấy chị. Đây, lên tiếp mã 15 ạ. Tay hàng này đẹp nè mấy chị ơi. Đây xanh. Mẫu này xinh nè. Rồi đây, form 2 dây giúp em nè, lên xinh lắm. Form nè mấy chị ơi, cái này qua gối giúp em một xíu nha. Size từ 45kg à, 45kg cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em nha. Chất dày dặn giúp em nè, lên rất là xinh. Chị nào lấy chất lẻ giúp em đi, 80 là có đơn giúp em ạ. À, mã 15 80k một con duy nhất nha mấy chị. Từ 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À, ôm form cho mình siêu sang nha, mình mặc đi chơi đi tiệc đều được luôn ạ. À, mẫu quá đẹp giúp em, hàng là hàng cao cấp chất xịn giúp em nha mấy chị nha. Hàng rất là sang nè. Mẫu này đang hot trên thị trường mấy chị ơi, bình thường ra ngoài người ta bán 280 này em sale rẻ luôn. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha, 80 là có đơn giúp em một con duy nhất là em hết, để qua tiếp ạ. À, size là size M giúp em nha mấy chị nha. Chất dày dặn mà không hề bị nóng luôn nha mấy chị. Mã 15 80k một con duy nhất thôi ạ. À, giờ đây một con duy nhất là em hết, tương tác giúp em để em lên like tiếp mấy chị ơi. Rồi mấy chị yêu xem được live stream thì để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem live và lên nhiều siêu phẩm cho mấy chị yêu luôn nha. Em qua tiếp mã 16 cho mấy chị yêu luôn ạ. À, một con áo nha mấy chị. Mã 16 giúp em màu quá đẹp luôn, màu vàng giúp em nha mấy chị nha. Màu vàng nè, màu này siêu trắng da, size từ 45kg cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn à. Mã 16 50k một con duy nhất nha mấy chị. Màu siêu đẹp cho mình luôn ạ. À,
màu vàng mặc lên không hề bị chói nha mấy chị, chất mẫu, to giãn 4 chiều cho mình ạ. À, mẫu xuất sắc giúp em nha, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50, 50 là có đơn. Xem like tương tác giúp em để em lên tiếp mã mấy chị ơi. Chị ơi nào lấy thì comment giúp em mã 16 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã mới cho mình luôn ạ. À, mã 17 nha một con đầm ạ. À, ở đây đầm nào form dài giúp em mã 17 nha. Form là hàng form dài giúp em, hàng thiết kế nè. Một con duy nhất size từ 50kg đổ lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn ạ. À, mã 17 50k 50kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Hoàn tiết sọc cho mình rất là sang cho mình luôn ạ. À, cái này gài nút luôn à. Cái này gài nút giúp em nha mấy chị nha. Chị nào mang vừa comment lẻ giúp em 50 một con đầm mấy chị ơi. Form dài qua gối giúp em một chút xíu. Hàng là hàng cao cấp nha, chị nào lấy chốt lại giúp em 50 là có đơn ạ. À, bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn nha, chị lên giúp em mã 17 50k một con duy nhất thôi ạ. À, xem like tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp mã 18 cho mấy chị yêu luôn nha, mã 18 ạ. À, giờ đây mã 18 là mấy chị ơi, chất đẹp nè, form nè, hàng co giãn thoải mái nha, 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Cái này nè, đậm nè, ôm form lên rất là xinh. Một con duy nhất chị nào lấy chốt lẻ giúp em 60 là có đơn ạ. À, wow, giá siêu yêu cho mấy chị yêu luôn nha. Một con đầm mã 18 60k em chị yêu đầm sở ngắm mình có thể phối quần legging cũng được luôn ạ. À, chất co giãn 4 chiều mặc rất là thoải mái nha mấy chị. Màu quá sai giúp em đi đâu mình mua được con này mà giá 60 em nói thì không hề có từ form hết chất nè. Nó có độ co giãn màu này lên siêu trắng da giúp em, chất cứ mát không hề nóng. Chị nào lấy chút lại giúp em 60 nha. Nhanh tay comment giúp em mã 18 60k một con duy nhất luôn ạ. À, xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em. Muốn lên áo hun thép bộ đầm cao cấp gì thì cứ để lại comment bên em sẽ lên nha. Em qua tiếp mã 19 ạ. À, một con đầm đen nha mấy chị. Đầm đen giúp em nè mấy chị ơi, đầm này đẹp nè. Hàng này hot nha mấy đẹp nha. Size từ 45kg rồi cho tới 52kg đổ lại mang vừa giúp em một con duy nhất à, 50 là có đơn ạ. À, mã 19 50k 52kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Chất mặc siêu mát cho mấy chị luôn ạ. À, đi chơi đi tiệc đi du lịch đều được nha. Đấy sang ạ. Hàng là hàng da gà xịn giúp em nha, 50 chị nào lấy nhanh tay chốt lại giúp em 50k là có đơn giúp em một con duy nhất nha. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao nha mấy chị, trên 300.000 lên giúp em mã 19 50k một con duy nhất. Em qua tiếp mã 20 một con quần chấm bi nha mấy chị. 20 quần giúp em nha, quần là quần chấm bi lưng cao giúp em nè, quần là lần sau lưng khung nha. 57kg đổ lại mang vừa giúp em một con quần duy nhất, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn ạ. À, mã 20 50k một con duy nhất nha mấy chị, từ 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À, phối đồ nào cũng siêu sang cho mấy chị yêu nha. Cái này đi làm đi chơi tiệc làm đi chơi đâu mình mang cũng được giúp em nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 mã 20 nha, quần siêu lưng cao size là 58kg đổ lại mang vừa giúp em nha. Chị nào lấy nhanh tay chốt lẻ giúp em là có đơn giúp em, quần lên phô cực kỳ chuẩn luôn ạ. À, vậy đây nè. Đằng sau có lưng chun nha mấy chị, lên giúp em mã 20 50k một con duy nhất. Chất mặc rất là mát cho mình luôn ạ. À, dạ, xem like tương tác để qua tiếp nè. Xem like tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp mã mới cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 20 em chốt cho chị Thái Trường ạ. À, dạ có đơn. Trời ơi, chị nào thả mặt cười dữ vậy. Em qua tiếp. Em qua tiếp mà mấy chị ơi, lên giúp em mã đi ạ. À, em qua tiếp mã 21 nha. Wow, một con áo màu vàng nha mấy chị. Màu vàng quá đẹp giúp em mã 21 nha. Size từ 45kg à, 45kg cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Áo chất gân nha, gân nó có độ co giãn thoải mái, xeo lỗ 50 rồi mấy chị ơi. Đến giúp em mã 21 50k một con duy nhất nha mấy chị. Màu vàng mà không hề bị chói luôn này. Chất thun vân gân mặc rất là mát cho mấy chị yêu. Dạ, màu quá đẹp giúp em nha. Màu vàng là áo thun nè, lên rất là sang nha. Lên rất là gọn, không hề giống như là không có ôm quá giúp em nha mấy chị nha. Không hề lộ form nha. Chị nào lấy chút lại giúp em 50 ạ. À, phối trên váy quần jean thì đều rất là xinh luôn ạ. À, mã 21 50k một con duy nhất 57kg đổi lại mình đang vừa luôn ạ. À, xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn nha. Dạ, em qua tiếp mã 22 cho mấy chị luôn nha. Giờ đây quần họa tiết giúp em size là từ 57kg đổi lại mang vừa giúp em nha. Còn một quần duy nhất nè, quần chất đẹp giúp em nè mấy chị ơi, siêu lưng cao nha. Chị nào lấy comment lại giúp em 50 ạ. Đây giúp em mã 22 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Phối đồ nào cũng siêu xinh cho mình luôn ạ. Đi chơi đi làm đều được nha mấy chị. Mã 22 50k họa tiết nè mấy chị ơi, họa tiết này đẹp nè, lên rất là sai giúp em. Về mua mấy cái mình bận như mấy chị ơi, 50 chị nào lấy trên tay chút lẻ 57kg đổ lại mang vừa giúp em là có đơn. Mã 22 em chốt cho chị Thái Trường ạ. À, em qua tiếp mã 23 nha. 23 nè. Wow, một con quần siêu xinh cho mấy chị yêu luôn nha. Ôi, quần đẹp nè mấy chị ơi. Size là từ 45kg à, cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em nha. Cái này size L mang cũng vừa nè mấy chị ơi.
hàng là quần chất đẹp, cái này đi làm thôi xuất sắc luôn luôn ạ. Chị nào lấy nhanh tay chốt lẹ giúp em nha, 70 là có đơn giúp em một con quần ạ. Mã 23 70k một con duy nhất thôi ạ. Bình thường bên ngoài đã bán trên 200.000, nhưng chị mua bên em với giá 70k, mã 23 58 kg, đổ lại mình mang vừa luôn nha. Quần tây hiệu cao cấp giúp em nè mấy chị ơi, ra ngoài không có giá này đâu ạ, 300 mấy rồi, em còn sót một con duy nhất size lớn nha. Size là size L, chị nào lấy nhanh tay chốt lẹ giúp em ạ. Là có đơn nha, 70 ạ. Chất dày dặn mà không hề bị nóng luôn ạ. Mã 23 70k một con duy nhất nha. Xem like tương tác mạnh tay giúp em luôn ạ. Ôi quần quá đẹp, chị nào không lấy là em chốt liền luôn mấy chị ơi. Tương tác giúp em để em qua tiếp nè. Dạ em qua tiếp nè, mới cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 24 ạ. Wow, một con đầm họa tiết hoa cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 24 ạ. 24 giúp em họa tiết nè. Hôm bữa rất là nhiều chị hỏi em lên lại nha. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em 50 là có đơn ạ. Mã 24 50k một con duy nhất nha mấy chị, từ 65kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Họa tiết hoa siêu sang cho mình chị, màu sở ngắn mình có thể phối quần legging cũng được nha. Màu quá đẹp giúp em. Chị thấy chưa, có đơn ạ? Dạ có đơn. Mã 25 cho mấy chị yêu luôn ạ. Qua tiếp mã 25. Mấy chị yêu muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình nha. Qua tiếp mã 25 ạ. Lên tiếp mã 25. Wow. Ôi, mã 25 nha mấy chị. Beo nè mấy chị ơi, quần beo hiệu nè. Hàng là hàng cao cấp giúp em, 57kg đổ lại mang 10 giúp em một con quần nha. Xuất sắc luôn ạ. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn ạ. Mã 25 50k 57kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Phù hợp với mọi lứa tuổi luôn ạ. Đi chơi đi làm đều được luôn nha mấy chị. Quần là quần gói túi về phối với áo trắng áo đen áo gì cũng rất là ok giúp em nha. Quần siêu lưng cao chất mát không hề nóng 50. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn nha. Chị yêu nào lấy thì cứ comment giúp em mã 25 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị, giá siêu hồi siêu yêu cho mình luôn ạ. Bình thường bên ngoài bán với giá rất là cao luôn nha. Hàng là hàng lụa cao cấp giúp em, chất dày dặn siêu mát, chị nào không lấy là hơi bị tiếc nha mấy chị nha. Lên form cực kỳ chuẩn 50 ạ. Em tương tác mạnh tay giúp em mã 25 50k, em qua tiếp mã mới cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 26 ạ. Ôi 26 một con quần màu đỏ nâu nha mấy chị. Quần đẹp nè mấy chị ơi, quần này đang hot nè, chất phi nha mấy chị nha, hàng cao cấp chuẩn đẹp nè. Mẫu này đang hot trên thị trường nha mấy em nha, từ 45kg cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em 50 là có đơn ạ. Mã 26 50k luôn nha mấy chị, giá siêu hời cho mình luôn ạ. Bên trong có lớp lót nha, hai lớp luôn ạ. Mã 26 50k. 26 50k, 26 quần 50k là có đơn giúp em một con quần nha. Quần này với mấy trẻ trung niên thì mang cũng được nha. Quần có nó có độ co giãn thoải mái 50, chị nào lấy nhanh tay chốt lẻ giúp em 50 là có đơn. Nhanh tay comment giúp em mã 26 50k một con duy nhất nha mấy chị, phù hợp với mọi lứa tuổi luôn ạ. Mặc siêu tôn da cho mình luôn nha. Qua tiếp mã 27 ạ. Mấy chị muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ qua cho mình nha. Mã 27 ạ. Đi chân váy đẹp nè mấy chị ơi. Wow, chân váy con duy nhất nha mấy chị. Chân váy jean đẹp nè. Nè về phối mấy giảo thun xuất sắc giúp em nha mấy chị nha. Size từ 45kg đến 57kg đổ lại mang vừa giúp em 50 là có đơn giúp em size M. Mã 27 50k nha mấy chị, giá siêu hồi siêu yêu cho mình luôn ạ. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. Phù hợp với mọi lứa tuổi cho mấy chị yêu luôn nha. Chất rất là dày dặn luôn ạ. Màu đẹp xuất sắc giúp em 50k. Chị nào lấy nhanh tay chốt giúp em qua tiếp mã. Em qua tiếp mã mới cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 28 một con quần nha mấy chị. Quần này là phải chốt lẹ giúp em nha. Size là size M chuẩn giúp em nha. Size là size M chuẩn nè. Quần siêu lưng cao giúp em nha. Cái này đi làm nó xuất sắc luôn ạ. Đi làm đi chơi quần lưng cao nè, lên rất là sang. Size từ 45kg ạ. 45kg cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em mấy chị ơi. Sale lỗ 70 là có đơn ạ. Wow, giá siêu hồi cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 28 70k 58kg đổ lại mình mang vừa luôn nha. Phối áo phông, áo thơm yên gì đều rất là sai cho mình luôn. Màu quá đẹp giúp em nha. Chị nào lấy nhanh tay chốt lẹ giúp em 70 ạ. Quần ạ, quần sọc giúp em nha. Ra bên ngoài bán với giá rất là cao luôn nha mấy chị. Mã 28 70k một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em luôn ạ. Hóa tiết sọc siêu sang cho mấy chị yêu luôn nha. Ồ, một cái quần á 70k là quá rồi ạ. Tương tác giúp em để em lên tiếp mấy chị ơi. Chị Trần Lưu comment là lên quần tập gym đi em. Quần tập gym hình như khó. Để em xem đó chị ơi, tại để trong bao quá em có thấy được có cái form á. Em phải lựa nó mất thời gian. Mã 28 em chốt cho chị Võ Hồng Phước ạ. Để em coi rồi em lên cho chị tiền luôn nha. Đợi em xíu nè, em có chân váy nè. Chân váy đẹp nè. Cái này mình đi chơi tập đâu mang cũng được giúp em nha. Chị nào lấy nhanh tay chốt lẹ giúp em 50 là có đơn mà. Xem mời giúp em ạ. Mã 29 50k, wow, một con chân váy
siêu sang cho mấy chị luôn ạ. 29-50k chân 7 nha. Chị nào lấy nhanh tay chốt giúp em 29-50 ạ. Phối đồ nào cũng siêu sang cho mấy chị luôn nha. Mã 29-50k em qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn ạ. Em qua tiếp mã 30 nha. Để em coi có quần tạc không. Mấy chị ơi xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em, để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem like và lên nhiều siêu phẩm cho mấy chị luôn nha. Mã 30 ạ. Em có mấy cái hả? Để em lên được từ mấy chị ơi. Em qua tiếp mã 30 cho mấy chị luôn nha. Một con chân váy tầng ạ, siêu sang cho mấy chị. Ôi hàng phi size giúp em nè mấy chị ơi. Cái này á 62 kg cũng được mà, chân váy nè. Cái này tiện và xuất sắc giúp em. Một con duy nhất chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha. 50 là có đơn à. Wow, giá siêu hời cho mấy chị luôn nha. Mã 30 50k một con chân váy duy nhất. Phối đồ nào cũng siêu sang cho mấy chị luôn ạ. Dạ. Đi chơi đi tiệc đi du lịch đều được nha mấy chị. 30-50k đi đâu mua được con chân váy này. Giá 50 em nói thiệt không hề có, chất đẹp giúp em nha mấy chị nha. Xè lên rất là sang, cầm dày dặn giúp em. 50 là có đơn à. Xem phối lưới nha mấy chị, rất chất rất là dày dặn cho mình luôn ạ. Lên giúp em mã 30-50k một con chân váy duy nhất luôn ạ. Em qua tiếp mã 31 cho mấy chị luôn nha. Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em qua tiếp mã mới cho mình luôn ạ. Mã 31 ạ. Qua tiếp rồi mấy chị ơi. Đây em có một con này nè, hàng xịn giúp em. Ủa chân váy quá đẹp luôn á, size nè, size M giúp em nha mấy chị nha. Chân váy họa tiết hoa nha mấy chị. Váy này là phải chốt lẻ giúp em, chân váy jean nè mấy chị ơi, họa tiết hoa là hàng thêu giúp em nha. Size từ 45kg á cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Một con duy nhất hàng chuẩn đẹp giúp em nha mấy chị nha. Hiệu cao cấp à, 50 là có đơn à. Mã 31 50k một con duy nhất nha mấy chị, từ 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À, khối đồ nào cũng siêu sang siêu đẹp cho mình nha. Vậy đây 31-50 nha, chị nào lấy chốt lẻ giúp em chân váy nha, đi đâu mình phố cũng được 50. Phù hợp với mọi lứa tuổi luôn nha mấy chị. Mã 31-50k em qua tiếp mã 32 cho mấy chị luôn ạ. À, mấy chị muốn lên áo full set bộ đầm cao cấp gì thì cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình nha. Em qua tiếp mã 32 ạ. À, 32 giúp em. Mấy chị xem like để lại cho em một comment luôn nha mấy chị, thương bác mạnh tay giúp em mã 32. Ê, em có con chân váy này sang giúp em nè, họa tiết nè. Size từ 45kg rồi cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em. Mấy chị trung niên trẻ gì mình mang cũng được nha. Một con duy nhất sale lỗ mấy chị ơi, 50 luôn đi ạ. Mã 32 50k một con duy nhất nha mấy chị, họa tiết siêu sang cho mình luôn ạ. À, không hề kén độ tuổi nha mấy chị. Mã 32 50k một con ạ. Chân váy nè, có túi nè, lên rất là size giúp em. Hàng nè, hàng đẹp giúp em nha. Đi chơi tiệc đâu mang cũng được 50 thôi ạ. Mã 32 50k luôn nha mấy chị. Mã 32 chốt cho chị Gia Huy ạ. À, dạ có đơn. Lên tiếp mấy chị ơi, quần nè. Quần là size M chuẩn giúp em nha mấy chị nha. Quần là size M giúp em, quần lửng nè. Cái này qua gối giúp em một chút xíu. Size từ 45kg ạ. 45kg ạ. 45kg cho tính. Này. 43 chứ size M. Cái nào? Size M từ 43-47kg. Size M hả? Từ 43kg tới 47kg nha mấy dẹp nha. Size M. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha, xem lỗ mấy chị ơi. 50 là có đơn à. Wow, giá siêu yêu cho mấy chị luôn ạ. À, mã 33 50k 47kg đổ lại mình đang vừa luôn nha mấy chị. Chất rất là dày dặn luôn ạ. À, xem like chốt lẻ giúp em nha, 50 là có đơn à. Màu vàng không hề bị chói luôn nha mấy chị. Mã 33 50k một con duy nhất thôi ạ. À, xem like tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã 34 cho mấy chị luôn nha. Mã 34 ạ. À, mấy chị ơi muốn lên áo thu xếp cổ đầm cao cấp chân váy gì thì cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình nha. Em quan tiếp mã 34 rồi. Lên tiếp rồi, nghe kỹ size comment giúp em. Đây chân váy jean nè mấy chị ơi, chân váy jean một con chân váy siêu xinh cho mấy chị luôn. 55kg đổ lại mang vừa giúp em, chân váy jean giúp em nha mấy chị nha. Jean nè, cao cấp nè, một con duy nhất 50, chị nào lấy chốt lẻ giúp em chân váy jean là có đơn à. Mã 34 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Giá siêu hời cho mình luôn ạ. À, bình thường bên ngoài bán nhưng giá rất là cao nha. Mã 34 50k. Dạ xem like tương tác với em 34 50k nha. Để qua tiếp. Tuổi nào mà cũng rất là phù hợp luôn nha mấy chị. Mã 34 50k một con duy nhất nha. Các bạn comment giúp em luôn nha mấy chị. Em qua tiếp mã 35 ạ. Một con chân váy đen nha mấy chị. Chân váy tuần mà giúp em nè mấy chị. Hàng là hàng chuẩn đẹp cao cấp nè, chất là quá đẹp giúp em, mẫu là sang nè. Dây kéo khóa đằng sau giúp em nha. Size từ 45kg cho tới 56kg đổ lại mang vừa giúp em, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn à. Mã 35 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị, chân váy 2 tầng mà rất là đẹp cho mấy chị yêu luôn.
hàng là hàng cao cấp thiết kế nó mới chở đâu mình mua được con này giá 50. Em nói thì không hề có nha, 50 chị nào lấy chốt giúp em là có đơn. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn ạ. À, lên giúp em mã 35-50k một con duy nhất nha. Xem like, chia sẻ like cho các mẹ trai giúp em để em qua tiếp mã 36 ạ. À. Wow, một con chân váy dài nha mấy chị. 36 ạ. À. Ý, váy này đẹp nè mấy chị ơi. Một con duy nhất nha mấy chị nhanh đây, comment giúp em mã 36 ạ. À. Váy đen chị Nguyễn Cẩm Nhung rồi váy đen mã mấy? 35 ạ. À. Chị lên giúp em mã 35 đêm chốt cho chị nha. Cái này 36 nè. Mã 36 nha mấy chị, một con chân váy màu xanh rêu ạ. Cái này quá đẹp giúp em nha mấy chị nha. Hàng mà hàng chuẩn đẹp giúp em nha. Chị nào lấy lên giúp em chân váy nha. Một con duy nhất sale lỗ mấy chị ơi, 60 là có đơn ạ. À. Mã 36 60k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. À. Nó qua đầu gối cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 35 giúp chị. Chị Nguyễn Cẩm Nhung có đơn nha. Dạ, 36 giúp em nha. 36 nha, là có đơn giúp em. Chị nào lấy comment 36 60k là có đơn. Mã 36 em chốt cho chị Giao Huy ạ. Dạ có đơn. Em qua tiếp mã 37 cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 37 ạ. Xem like, chia sẻ like cho các bạn đang giúp em để em qua tiếp mã 37 một con chân váy jean nha mấy chị. Cái này hàng em mò chuẩn giúp em nha mấy chị nha. Em mò chuẩn à. Từ 45kg nha, 45kg cho tới 57kg lại mang vừa giúp em size M nha. Chị nào lấy chốt lại giúp em 80 là có đơn một con chân váy hàng hiệu ạ. Mã 37 80k một con duy nhất nha mấy chị, chất zin dày tặng cho mấy chị yêu luôn ạ. À, mà không hề bị nóng luôn nha. Hàng này hàng mới giúp em hết giúp em nha. Cái này em chưa cắt khuy luôn mấy chị ơi. 80 chị nào lấy nhanh tay giúp em size M là có đơn 80k. Mã 37 80k một con duy nhất luôn nha. Qua tiếp mã 38 nha. Mã 38 luôn ạ. Ý, quần xuất sắc luôn á. Wow, một con quần ống loe nha mấy chị. Quần ống loe giúp em nè, mấy chị ơi, chất đẹp nè. Size từ 45kg à. 45kg nha, ống loe hàng xịn giúp em. 45kg cho tới 50kg đổ lại mang vừa giúp em nha. 50 là có đơn giúp em, chị nào lấy chốt lẹ. Mã 38 50k, 50kg đổ lại mình mang vừa luôn nha. Mấy chị phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. Mặc đi chơi, đi làm, đi tiệc đều được luôn nha mấy chị. Mã 38 50k. 38-50k, chị nào lấy nhanh tay chốt lẻ giúp em nha. Quần này khỏi phải nói từ phơ với chất. Size hơi nhỏ giúp em size S nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 ạ. Lấy giúp em mã 38 giá 50k. Đơn giảm lên rất là sang nha chị. Lấy giúp em mã 39 ạ. Tiếp tục một con quần ống le nha chị. Quần ống le ôm giúp em nè. Siêu co giãn giúp em. Size từ 45kg đến 55kg đổ lại mang người giúp em. Một con duy nhất chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 ạ. Lấy giúp em mã 39 50k 55kg đổ lại mình mang vừa nha mấy chị, ôm phồng cho mình luôn ạ. À. Về phối máng giả áo rộng á mấy chị ơi, lên cũng là sang 50, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 55kg ạ. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn nha mấy chị, mã 39 50k một con duy nhất luôn nha. Em qua tiếp mã mới cho mình luôn ạ. À. Xem like được tóc hiện tại của em qua tiếp mã 40 ạ. À. Mã 40 nha mấy chị. Wow, một con chân váy nha mấy chị. Mẫu này là phải chốt nha mấy chị nha, hàng nè. À. Xuất sắc luôn mấy chị ơi, chất đẹp nè. Lên sang lắm, size từ 45kg à. Con này mà chị nào không lấy là siêu tiếc giúp em, dây kéo khóa đằng sau nè mấy chị ơi. 57kg đổ lại mang vừa giúp em một con xếp ly nè. Một con duy nhất sale lỗ 60, chị nào lấy chốt đẹp giúp em xem mờ. Mã 40 60k một con duy nhất nha mấy chị, size M đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À. Màu đen đơn giá lên rất là sang cho mấy chị luôn nha. Dạ. 40 nha, mã 40 giúp em 60k nha. 56kg đổ lại mang vừa giúp em một con chân váy nè, hàng cao cấp nè mấy chị ơi, lên rất là sang giúp em, chất dày dặn nha. 60 chị nào lấy nhanh tay chốt giúp em để qua tiếp ạ. À. Dạ, tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn nha. Dạ em chốt cho chị Nguyễn Phương nha. Dạ có đơn. Qua tiếp chị ơi. Dạ em qua tiếp mã 41 cho mấy chị yêu luôn ạ. À. Bên em chỉ có hàng 11 nên là mấy chị yêu nhanh tay comment giúp em luôn nha. Em qua tiếp dạ. Mã 41. Hàng trên like là bao không đổi trả giúp em nha mấy chị nha. Nghe kỹ sai comment giúp em là không đổi trả giúp em nha mấy chị nha. Chị nào lấy cứ comment giúp em nha mấy chị nha. Nghe kỹ rồi comment giúp em. Em lên cái con quần nè. Mã 41 ạ. À. Size này size M chuẩn giúp em nha. Quần quá đẹp giúp em quần mà. Quần váy nha, một con duy nhất chị nào lấy chốt lẻ giúp em. Về phố mấy giả áo thun xuất sắc mấy chị ơi. Một con duy nhất 50, chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn 50k. Mã 41 50k, một con màu trắng mà không hề bị lộ hàng bên trong nha mấy chị. Một size M đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À. Mã 41 50k.
50k size M đổi lại mình mang vừa nha. Quá đẹp giúp em quần nha, hàng cao cấp 50 ạ. À. Thêm lại tương tác lại đây giúp em để giúp em mã 41 50k một con duy nhất luôn nha chị. Em qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn ạ, mã 42 nha. Mấy chị có muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. Mã 42 một con chân váy nha mấy chị. Ôi quá đẹp giúp em chân váy cargo rồi mấy chị ơi. Chân váy cargo hiệu giúp em nha mấy chị nha. Chân váy cargo quá size luôn ạ. À. Size từ 45kg à. 45kg nha cho tới 55kg đổ lại. Mang vừa giúp em chân váy cargo 50 là có lưng giúp em. Lưng thun co giãn thoải mái 50k. Mã 42 50k một con duy nhất nha mấy chị. Phối đồ nào cũng siêu xinh cho mình luôn ạ. Khoảng tiết cargo đơn giản lên rất là sang nha. Qua gối giúp em một chút xíu nha. Cargo hàng xịn giúp em nè mấy chị ơi. Chất đẹp dày dặn giúp em nha. 50 chị nào lấy comment lẹ. Phối đồ nào cũng siêu xinh siêu đẹp cho mình luôn ạ. Mã 42 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Xem like cho bác mạnh tay giúp em thì em qua tiếp mã mới luôn ạ. Qua một con chân váy màu nâu nha mấy chị. Ôi hàng đẹp giúp em nha mấy chị nha. Mấy con này là phải chốt liền giúp em nè. Siêu lưng cao 57kg đổ lại. Mang vừa giúp em một con chân váy nè. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em 50 là có đơn ạ. Mã 43 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn ạ. Lên giúp em mã 43 50k. Dạ, 43 4kg đổ lại mình mang vừa luôn nha. 43 50k qua gối giúp em một chút xíu là có đơn 43 50k nha. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em. Muốn lên áo full set bộ đồng cao cấp gì thì cứ để lại comment giúp em luôn nha. Mã 43 em chốt cho chị Nguyễn Phương ạ. Có đơn. Em có tiếp mã mới cho chị luôn ạ. Mã 44 ạ. Mỗi con một duy nhất mấy chị chốt lẹ giúp em. Rất đẹp nè mấy chị ơi. Hàng xịn nè, màu xuất sắc luôn ạ. Chị Mimi em bảo là có chân váy nào 69 không em? Để em xem nữa rồi em lên cho chị nha. Đợi em xíu. Dạ em qua tiếp mã 44 nha mấy chị. 44 giúp em từ 45kg à. 45kg nha mấy đẹp nha. Cho tới 55kg đổ lại. Mang vừa giúp em chân váy nè, chất dạ nè. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em nha. 50 là có đơn giúp em mà sale lỗ mấy chị ơi. Wow, giá siêu hời cho mấy chị luôn nha. Mã 44 50k một con chân váy duy nhất nha mấy chị. Họa tiết 6k rô rõ cho mình rất là xinh luôn ạ. 44 50 44 50 là có đơn giúp em một con duy nhất nha. Em qua tiếp mã. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. Cái này mình có thể mua về cho con mình mà cũng đều được nha mấy chị. Mã 44 50k qua tiếp mã 45 luôn ạ. Size này từ 57kg đổ lại. Mang vừa giúp em con này là phải chốt nha mấy đẹp nha. Chất đẹp nè. Dày dặn giúp em. Mẫu quá xinh luôn ạ. Giờ đây chân váy nè mấy chị ơi, sang á. Một con duy nhất chị nào lấy chốt lẹ giúp em nha. 50 là có đơn giúp em ạ. Mã 45 50k một con duy nhất nha mấy chị. 57kg đổi lại mình mang vừa luôn ạ. Phù hợp với mọi lứa tuổi. Mẫu này quá xinh giúp em nha. Hàng là hàng cao cấp chất đẹp giúp em nè. 50 là có đơn. Thiết kế đơn giản lên rất là sang cho mấy chị luôn ạ. Mã 45 50k một con duy nhất. Em qua tiếp mã 46 cho mấy chị luôn nha. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em mã 46 luôn ạ. Một con chân váy màu xanh đen nha. Xanh đen giúp em chân váy xanh đen nè. Từ 45kg 58kg đổ lại. Mang vừa giúp em lưng thun nó có độ co giãn thoải mái nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn ạ. Mã 46 50k 58kg đổ lại mình mang vừa nha mấy chị. Đằng sau có lưng thun mà co giãn cho mình rất là thoải mái luôn ạ. Thiết kế đơn giản lên rất là sang. Hàng quá xinh giúp em màu xanh đen nha. Là có đơn 50 ạ. Mình có thể mua về cho con mình nằm cũng đều được nha mấy chị. Không hề kém giá kém độ tuổi luôn ạ. Mã 46 50k một con duy nhất. Em qua tiếp mã 47 nha. Mã 47 ạ. 47. Hàng là hàng phi size giúp em nè mấy chị ơi. Đợi em xíu. Hàng này đẹp nè. Mẫu đang hot trên thị trường luôn. Một con chân váy ren phối với lưới nha mấy chị. Siêu xinh luôn ạ. Mã 47 ạ. Đây 47 giúp em 62kg đổ lại. Mang vừa giúp em 62kg đổ lại. Mang vừa giúp em một con chân váy nha. Hàng đẹp giúp em màu xuất sắc luôn ạ. Chị nào lấy nhanh tay chốt lẹ giúp em nha. Sale lỗ à. 60 là có đơn ạ. Mã 47 60k một con chân váy duy nhất luôn nha mấy chị. Họa tiết đơn giá lên rất là sang cho mấy chị luôn ạ. 60 nào cũng siêu xinh nha. Đi chơi đi tiệc đi du lịch đều được luôn ạ. 62kg đổ lại về phối áo thun áo gì cũng là sang. Hàng là hàng thiết kế giúp em nha. Ra ngoài là 200 mấy gần 300 ngàn. Mấy chợ vô mấy dạng shop mấy chợ lên rất là cao nha. Chị nào lấy thì cứ lên nhanh tay chốt lẹ giúp em màu xuất sắc luôn ạ. Chân váy qua đầu gối cho mình luôn nha mấy chị. Mã 47 60k một con duy nhất luôn ạ. Xem like tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã 48 cho mấy chị luôn nha. 48 giúp em 62kg đổ lại. Mang vừa giúp em 48 62kg nha. 50 là có đơn ạ. Mã 48 50k một con chân váy duy nhất luôn nha mấy chị. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. Hàng siêu co giãn giúp em lưng rất là gọn nha. Chị nào lấy chốt lại giúp em 50 ạ. 62kg đổ lại mình
49 cho mấy triệu luôn nha. Xem like tương tác mạnh thế. Các bạn muốn lại đồn như thế nào thì cứ để lại comment bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. Em qua tiếp mã 49 ạ. 49 giúp em chân váy size M nha mấy đẹp nha. 49 chân váy size M, chân váy jean hàng cao cấp nha. Một con duy nhất 50, chị nào lấy chút lại giúp em chân váy 50 là có đơn ạ. Mã 49 50k size M đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Chất đẹp nha mấy chị nha, dày dặn 50 là có đơn ạ. Đơn giản mà lên rất là đẹp cho mấy chị luôn ạ. Chất rất là dày dặn mà rất là mát cho mấy chị yêu nha. Mã 49 50k một con duy nhất khối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. Em quá tiếp mã 50 cho mấy chị yêu luôn ạ. 50 ạ. Wow, một con chân váy họa tiết cho mình rất là sang luôn chị, mã 50 ạ. 50, 50k đổ lại mang vừa giúp em mã 50 nha, mấy đẹp nha, 50kg đổ lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy nhanh tay chốt lại giúp em 50 là có đơn ạ. Mã 50, giá 50k, 50kg đổ lại mình mang vừa luôn nha, mấy chị coi giá cho mình mà rất là thoải mái luôn ạ. Màu xuất sắc giúp em nha, chị nào lấy nhanh tay chốt để lên tiếp mấy chị ơi, em lên quần áo sang kẽ. Mấy chị muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình nha. Em qua tiếp mã 51 cho mình luôn ạ. Em có bao quần em rồi. Giúp em để em qua tiếp mã 51 cho mấy chị yêu luôn nha. Em lên quần trước nha mấy chị ơi. Thêm kẻ nha. Để em lên hết con quần này rồi em lên tiếp. Chị yêu nào đang xem like để lại cho em xin 1.1 tim một thẻ để đăng tương tác nha. Mã 51 một con quần màu trắng nha mấy chị. Ôi quần nào mà chị nào không lấy là hơi siêu tiết giúp em quần nè. Chất đẹp giúp em nha, hàng nè. Hàng chuẩn cao cấp giúp em nha mấy chị ơi. Size là size M, 57kg đổ lại, 57kg đổ lại mang vừa giúp em một con duy nhất nha. 50 là có đơn giúp em ạ. Mã 51, 50k, 57kg đổ lại mình mang vừa nha mấy chị. Chất rất là dày dặn cho mình luôn ạ. Phối với áo phông, áo gì cũng đều đẹp luôn nha. Về phối áo phông là xuất sắc giúp em 50, chị nào lấy chốt lại giúp em quần nha. 50 giúp em ạ. Mã 50 em chốt cho chị Võ Hồng Phước ạ. Có đơn. Năm mốt thì ra người rồi. Năm mươi không phải là Hoàng Quốc. Bình Hồng Phước. Dạ, mã 50 em chốt cho chị Võ Hồng Phước nha. Vâng. Rồi, ok. Tiếp. Mã anh sợi. Ủa, con này đẹp nè. Hàng này hàng hiệu giúp em, hàng HM nữa mấy chị ơi, hàng hiệu cao cấp giúp em nha. Giờ đây. Sang lắm này, dây kéo khóa đằng sau giúp em có chất mà mấy chị ơi, xinh lắm. Một con duy nhất nha, chị nào lấy chốt lệ giúp em từ 45kg à, cho tới 52kg đổ lại mang vừa giúp em nha. 50 là có đơn ạ. À. Lên giúp em mã 52, 50k một con duy nhất nha mấy chị. Rồi đây. Chất rất là đẹp cho mình luôn ạ. À. 52, 50k là có đơn giúp em nha. Đường may rất là chắc chắn cho mấy chị luôn nha. Gen, chất gen nắng rất là mát cho mấy chị luôn nha. Váy hai lớp luôn ạ. À. Mã 52, 50k luôn nha. Lên tí mấy chị ơi. Dạ. Lên tiếp mấy chị ơi, chia sẻ like tương tác giúp em nha, để em qua tiếp mã mới ạ. Dạ, em qua tiếp mã 53 cho mấy chị luôn nha. Lên tiếp mấy chị ơi. Lên mã giúp 53 một con chân váy treo khuyết điểm cho mình rất là tốt luôn ạ. Chân váy cao cấp giúp em nè mấy chị ơi, chân váy hiệu cao cấp giúp em nha. Một con duy nhất, chị nào lấy chốt lệ giúp em nè, kiểu nó vậy nè mấy chị ơi, bao xe giúp em nha. Một con duy nhất là 55kg đổ lại mang vừa giúp em nha. 50k là có đơn ạ. Wow, giá siêu yêu cho mấy chị luôn nha. Mã 53, 50k một con duy nhất được 55kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Hàng là hàng thiết kế giúp em nha, chất đẹp, dây kéo khóa đằng sau giúp em 50k. Bình thường bên ngoài bán với giá rất là cao luôn ạ, trên 200.000 nha mấy chị. Mã 53, 50k một con duy nhất. Em qua tiếp mã 54 cho mấy chị luôn nha. 54. Mã 51 là quần sọc màu trắng ạ. Năm mươi là chân váy. Này 50 nè, chị Võ Hồng Phước lấy đúng không? Chị Võ Hồng Phước 50 là quần sọt nha em. 51 là chị ra đi comment trước rồi. 51 là chị Giao Huy comment trước rồi nha chị nha. Vậy chị lấy mã 51. 51 là mã nào? Là cái quần sọt chị Giao Huy comment rồi. 51 là chị Giao Huy lấy rồi chị yêu ơi. Chị chốt mã khác giúp em nha. Lên giúp em mã mới giờ. Mã 54
vừa, một con chân váy nha mấy chị. Chân váy nha, 56kg đổ lại mang vừa giúp em. Chân váy màu quá đẹp chút nè, dày dặn giúp em, chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha. 50 là có đơn một con chân váy à. Wow, giá siêu yêu cho mấy chị luôn nha. Mã 54 50k, chất thun ngân, mặc cho mình rất là mát luôn nè. 50 50k, chất rất là dày dặn co giãn cho mấy chị luôn nha. Mã 54 50k, một con duy nhất ngay cả còn bên giúp em thôi nha mấy chị. Xem hai tương tác mệnh đây giúp em để qua tiếp mã mới như chị luôn ạ. Em qua tiếp mã 55 nha. 55. Wow, một con váy nha mấy chị, siêu xinh luôn ạ. Áo quá đẹp giúp em nha mấy chị nha. Cái này bầu bí bông chen cũng được giúp em nha, đi đâu mình phối cũng được ạ. Size từ 45kg đến 58kg đổ lại mang vừa giúp em nha. Chị nào lấy nè, hàng cao cấp giúp em, sale rổ mấy chị ơi, 70 là có đơn ạ. Wow, giá siêu yêu cho mấy chị yêu luôn nha. Bầu bí bông chen được luôn ạ. Mã 55 70k luôn nha. 55 70k, chị nào lấy giúp em nha mấy đẹp nha. Hàng chuẩn đẹp nè. Cái này là mấy chị ơi, lên rất là gọn nha. Hàng là hàng chuẩn đẹp giúp em. Chị nào lấy cứ nhanh tay chốt lẻ giúp em là có đơn. 70 đi đâu mua được con này giá 70, nó thiệt không hề có nha. Chốt lẻ giúp em là có đơn nha. Chất von dày dặn mặc rất là mát cho mấy chị luôn nha. Mã 55 70k, một con duy nhất luôn ạ. Đi chơi đi làm đi tiệc đều được luôn nha mấy chị. Trẻ chung đi mang cũng được ạ. 55 chị Đặng Ly nè. Dạ có đơn ạ. Em qua tiếp mã 56 cho mình luôn ạ. Đang kiếm quần. Để xíu chị ơi, để em coi còn sọ em lên cho em có áo hiệu nè, áo đẹp nè mấy chị. Y cái đầm, đầm này đầm cao cấp giúp em nè, xuất sắc. Form là form sung nha mấy đẹp nha, đầm này phải chốt nè, từ form. Này đẹp nè chị Đặng Ly, cái này sang nè. Từ 58kg đổ lại mang vừa giúp em nha, con này là phải chốt nha em nói thì con này chị nào không chốt là siêu tiếc luôn à. Để giúp em mã 56 cho mấy chị. 56 nè. Chất siêu đẹp luôn á, nó thiệt. Chất nè, hàng chuẩn đẹp luôn á. Chất rất là dày dặn luôn nha, bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn ạ. Ra ngoài có giá này mới chở hàng đẹp nè. Đây, chuẩn, sang, sang, đẹp. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em một con duy nhất nha. 99k là có đơn ạ. Mã 56, 99k, một con duy nhất luôn nha. Mấy chị phối đồ nè, mặc đi đâu cũng được luôn nha. Mấy chị siêu xinh cho mình luôn ạ. Mẫu đẹp này chị Đặng Ly, chị lấy đi, mẫu xinh nè. Một con duy nhất, chị nào lấy chốt lẹ giúp em nha. 99k là có đơn. Mã 56, 99k, từ 57kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Hàng là hàng thiết kế dây kéo nè, lên rất là gọn giúp em, có túi nữa, siêu sang giúp em chất nè. Coi giảm thoải mái giúp em, màu quá đẹp luôn à. Chị nào lấy chốt giúp em nha. 58kg đổ lại mang vừa giúp em, 99k thôi ạ. À. Điết đơn giá lên rất là sang cho mấy chị luôn nha. Mà đi chơi đi làm đều được luôn ạ. Mã 56, 99k đường bay rất là chắc chắn cho mấy chị luôn nha. Bình thường em bán 350, còn sót một con duy nhất, chị nào lấy comment để qua tiếp mã. Để giúp em mã 56, 99k, một con duy nhất ngay cả comment giúp em luôn nha. Chị xem like tương tác mạnh tay giúp em, muốn lề đổ như thế nào thì cứ để lại comment, bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. Áo, áo da gà mà mấy chị ơi. Wow, một con đầm hoàn thiết nha mấy chị. Đầm. Dạ, có đơn à chị Lê Nguyễn nè. Lấy giúp em mã 58 nè. 58 giúp em đầm phông xuông giúp em, hỏa tiết quá xinh luôn à. Một con duy nhất nha, ở đằng ở dưới nó xẻ mấy chị ơi. Hàng là hàng sơ mi da gà xịn nha. 60, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 57kg đổ lại à. Mã 57 60k, 57kg đổ lại mình mang vừa luôn nha. Chị chất co giãn cho mình mặc rất là thoải mái luôn à. Chất siêu dày luôn em nha mấy chị nha. Hàng da gà không phải nói mấy chị ơi, từ phông đến chất nha. 60, chị nào lấy nhanh tay chốt lẻ giúp em là có đơn. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn nha. Hỏa tiết xong cho mình đơn giản lên rất là sang, rất là xinh cho mấy chị luôn nha. Mã 57 60k luôn ạ. Em qua tiếp mã 58 nha. Đầm baby doll giúp em nè mấy chị ơi. Đầm kiểu baby doll giúp em nè. Từ 45kg à, 45kg cho tới 57kg lại mang vừa giúp em. Hàng baby doll, chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha. Một con duy nhất à, 60 là có đơn à. Mã 58 60k, một con duy nhất nha mấy chị. Chị yêu nào sợ hớ mình có thể phối áo không hoặc là áo sơ mi cũng đều đẹp luôn ạ. Mã 58 60k, một con duy nhất. Ôi mẫu xuất sắc giúp em nha mấy chị nha. Từ form đến chất, chị nào lấy chốt lẻ giúp em. 60 là có đơn à. Chất rất là dày dặn cho mấy chị luôn nha. Xem like tương tác mình đây giúp em, để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem like nha. Mã 58 nét chốt cho chị Đặng Ly. Dạ có đơn này chị yêu ơi. Em qua tiếp mã 59 nha. 59 là phải chốt nha mấy chị. Mẫu này là mấy mẫu chị mang hay bận nè. Bình thường là 300 mấy được mấy chị ơi. Hàng là hàng cao cấp chuẩn đẹp giúp em. Cái này là hàng Hồng Kông giúp em nha mấy chị nha. Hàng Hồng Kông nè. Đây, mẫu là xinh lắm.
mẫu y chang mấy chị, mẫu chị Băng hay mang nè, size là từ 65kg đổ lại mang vừa giúp em, màu bơ quá đẹp luôn rồi, màu bơ là đang hot trên thị trường mấy chị ơi. Một con duy nhất sale lỗ 99k là có đơn ạ. Mã 59, 99k một con duy nhất luôn nha mấy chị, từ 65kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Chất con dán 4 triệu phù hợp với mọi lứa tuổi cho mấy chị luôn. Hàng chất siêu dày, hỏa tiết quá đẹp giúp em 65kg nha, 65kg đổ lại mang vừa giúp em 99k. Chị nào lấy nhanh tay chốt lẻ giúp em, ai bận mang cũng được nha. Lên nó lên với bà gọn mấy chị ơi, cực kỳ thoải mái nha, 99k. Bộ siêu đôn ra cho mấy chị luôn nha, mã 59, 99k một con duy nhất, mình có thể mua về cho con mình mặc cũng đều được luôn ạ. Tương tác mình đang thua em qua tiếp mã 60 cho mấy chị luôn nha. Wow, một con đầm màu nâu nha mấy chị. Màu nâu mấy chị ơi, hàng hiệu nè, cái này bạch quai giúp em nha. Đi chơi, đi tiệc đều được luôn nha mấy chị, mã 5, mã 60 ạ. 60 giúp em bạch quai nè, mấy chị ơi, kiểu nó vậy nè, lên sang lắm. Form là qua gối giúp em một xíu nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 70 là có đơn giúp em một con đầm nha. Mã 60 70k luôn nha mấy chị, giá siêu hời cho mình luôn ạ. Từ 56kg đổ lại mình đang vừa nha. 60 70k, 60 70k là có đơn giúp em ạ. À, form dáng dài mặc rất là xinh cho mấy chị luôn nha. Mấy chị lên giúp em mã 60 70k, 56kg đổ lại mình đang vừa luôn ạ. Xem lại tương tác mạnh đang giúp em qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn nha. Mã 61 một con đầm màu vàng không hề bị chói nha. 61 giúp em 61 đầm vàng nha mấy chị nha, đằng sau nó có thắt eo mà mẫu xuất sắc lên rất là xinh. Chị nào lấy nhanh tay chốt lẹ giúp em nha, 60 là có đơn giúp em một con đầm suông ạ. Mã 61 60k từ 60kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị, giá siêu hời cho mình luôn ạ. Chất co giãn 4 triệu mặc rất là thoải mái nha mấy chị. Hàng da gà hiệu giúp em nha, 61 60k, chị nào lấy nhanh tay chốt giúp em là có đơn. Bình thường bên ngoài bán với giá siêu cao luôn ạ, mã 61 60k luôn nha. Em qua tiếp mã mới cho mình luôn ạ, mã 62 ạ. Mã 62 nha mấy chị. 62 con đầm nè mấy chị ơi. Wow, một con đầm dáng dài nha mấy chị. Màu xuất sắc giúp em nha, size nè từ 45kg ạ. 45kg cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em, form dáng dài nè. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 70 là có đơn giúp em ạ. Mã 62 70k một con duy nhất nha mấy chị. Bình thường bên ngoài bán với giá rất là cao luôn ạ. Đơn giá lên rất là sang cho mấy chị luôn nha. Dạ. Oppo body cho 62 70, 62 70 là có đơn giúp em. Trời, lên like mấy cái áo đi. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn nha. Em qua tiếp mã 63 cho mấy chị luôn ạ. Mã 63 nha mấy chị. Chị yêu nào đã xem like để lại cho em một comment để bên em biết mình đã xem like và nên dùng siêu phẩm cho mấy chị yêu luôn nha. Em qua tiếp mã 63. Mấy chị yêu muốn lên áo thun thép màu đầm cao cấp gì thì để lại comment giúp em bên này trở lên luôn cho mình nha. Em qua tiếp mã 63. Mã 63 nha mấy chị, một con áo phông ạ. À, từ 65kg đổ lại mình đang vừa luôn nha. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. À, chất co giãn 4 chiều cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 63 luôn ạ. À, mã 63 50k một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em luôn nha mấy chị. Đến giúp em mã 53 giá 50k. Mã 63 50k luôn nha mấy chị. Phối đồ chân váy quần jean gì đều rất là sang cho mình luôn ạ. À, từ 65kg đổ lại mình đang vừa luôn nha. Đến giúp em mã 63 giá 50k, từ 58kg đổ lại là mang vừa giúp em và rất là xinh luôn mấy chị. Mình mặc cái quần sọt đen, quần quấy đều được ạ. À, một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em mã 63 50k luôn ạ. À, xem like tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn nha. Em qua tiếp mã 64 cho mình luôn ạ. À, mã 63 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị, em qua tiếp mã 64. Đến giúp em mã 64 ạ. Wow, một con áo màu xám nha mấy chị, phối với hàng rất là xinh cho mấy chị luôn ạ. À, mã 64 50k một con duy nhất nha mấy chị. Đến giúp em mã 64 giá 50k, từ 58kg độ lại mang vừa giúp em ạ. Phối đồ nào cũng siêu xinh cho mấy chị luôn nha. Mã 64 50k một con duy nhất luôn ạ. À, bình thường ra bên ngoài bán cái giá rất là cao luôn nha chị. Phối chân váy quần gì gì đều rất là xinh, màu này không hề kén da kén độ tuổi cho mình luôn ạ. À, mã 64 50k một con duy nhất nha mấy chị. 64 50k chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha mấy chị nha. Form lên rất là sang giúp em, mẫu này đang hot trên thị trường mà mấy chị ơi. Cái này làm đi đâu mình phối cũng được nha. 64 50k, 64 50k một con duy nhất, em qua tiếp mã. Một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em mã 64 50k cho chị. Em qua tiếp mã 65 cho mấy chị luôn ạ. À, mấy chị muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em nha. Mã 65 một con chân váy nha mấy chị. Chân váy ôm giúp em nè, size từ 45kg đến 57kg lại mang vừa giúp em, màu quá đẹp luôn ạ. À, chân váy nha.
đi chơi tập đâu mang cũng được nha mấy chị nha, thể thao cũng là xinh. 50 chị nào lấy chút lẻ giúp em là có đơn à. Mã 64 em chốt cho chị Lê Nguyên ạ. Em dạ. Qua tiếp mã 65 nha mấy chị, 50k luôn ạ. 55 50k, chị nào lấy chốt lẻ giúp em coi giảm theo form lên rất là sang nha. 50 là có đơn để em qua tiếp mã mới ạ. Chắc cô sẵn cho mình mặc rất là thoải mái luôn nha mấy chị. Mã 65 50k một con t-shirt màu nâu mặc siêu tôn dai cho mình luôn ạ. Phối đồ nào cũng siêu xinh nha. Em qua tiếp mã 66 cho mình luôn ạ. Một con áo màu xanh nhắm chị mã 66 ạ. 66 giúp em màu xanh nè mấy chị ơi, quá đẹp nè, hàng sơ mi giúp em nha, chất dày dặn nè. Size từ 45kg ra tới 62kg đổ lại mang vừa giúp em một con duy nhất màu quá sang luôn ạ. 50 là có đơn giúp em nha. Mã 66 50k một con duy nhất nha mấy chị, từ 56 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Phối đồ nào cũng siêu xinh cho mấy chị yêu nha. 66 50 66 50, chị nào lấy là phải chốt liền con này đi chơi đâu mang cũng được chút nè. Chất dày dặn mang lên rất là gọn giúp em, hàng chuẩn đẹp nha. 50k chị nào lấy cứ comment giúp em để qua tiếp mã. Màu xanh không hề kén da kén độ tuổi cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 66 50k một con duy nhất luôn ạ. Xem like tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã 67 nha. Mã 67 ạ, một con chân vàng, một con đầm nha mấy chị. Đầm đi tiền nó mấy chị ơi, hàng là hàng thiết kế giúp em. Size từ 45kg ạ. 45kg cho tới 50 57kg đổ lại mang vừa giúp em một con đầm nha. Đi tiền cả chị nào lấy chốt lẻ giúp em 80 là có đơn ạ. Mã 67 80k một con duy nhất nha mấy chị, màu đỏ đô mặc siêu tôn da cho mình luôn ạ. Dạ. Quả tiếp đính hàng cho mình rất là sang nha mấy chị. Mã 67 80k một con duy nhất ạ. 67 80k. Xem like tương tác hiện đây giúp em để qua tiếp mã mới cho mấy chị ơi nha. Em qua tiếp mã 68 ạ. Mã 68 nha mấy chị. Ôi này đẹp nè. Một con đầm màu hồng phấn nha mấy chị. Màu xuất sắc em nha. Mặc đi chơi đi tiệc đi du lịch đều được luôn ạ. Mã 68 ạ. 68 giúp em, 68 nè, từ 45kg ạ. 45kg nha mấy chị nha, con này à, hàng chuẩn đẹp giúp em nè. 45kg cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em, ôm phôm lên rất là sang. Hàng là hàng thiết kế nha, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 99k, dây kéo khóa đằng sau giúp em, chất lụa cao cấp ạ. Mã 68 99k một con duy nhất nha mấy chị, 58kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Mặc đi chơi đi tiệc đi làm đều được luôn nha mấy chị, đơn giản lên rất là sang luôn ạ. Màu là hàng thiết kế giúp em, màu hồng hồng giúp em, hồng phấn hàng pastel giúp em nha mấy chị ơi, quá sang nha. 99k là có đơn. Đơn giản lên rất là sang cho mấy chị luôn nha. Màu không hề kén da kén độ tuổi luôn ạ. Mã 68 99k một con duy nhất, em qua tiếp mã 69 cho mình luôn ạ. Một con đầm họa tiết sọc nha cho mấy chị luôn nha, mặc được 2 kiểu luôn ạ. Sọc giúp em nha, lên vai bẹt vai cũng được, sọc giúp em từ 45kg ạ. 45kg cho tới 57kg lại mang người giúp em nha. 70 là có đơn à. Mã 69 70k 57kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Có đính cúc cho mình rất là sang luôn ạ. À. Hàng là hàng đi cưới mà đi chơi thì cho mang cũng được giúp em. Lần sau là lưng thun nè, coi dạng thoải mái, màu quả đẹp 70. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 70 là có đơn nha. Bình thường ra bên ngoài bán phải trên 300 ngàn nha mấy chị. Lên giúp em mã 69 70k một con duy nhất, từ 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh đây giúp em, muốn lên áo thun xếp bộ đồng to bất kỳ để lại comment lên luôn cho mình luôn ạ. Em qua tiếp mã 70 nha mấy chị. 70 form chờ neo nè mấy chị ơi, mẫu này đang hot trên thị trường nè, chất nhung nè, hàng xếp ly giúp em, đầm giúp em nha, đầm 2 dây nè, quả xinh nè. Size từ 45kg cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Hàng là hàng dây kéo khóa nè, một con duy nhất sale lỗ 70, chị nào lấy chút lẻ giúp em ạ. Mã 70 70k một con duy nhất nha mấy chị, đầm 2 dây chất nhung mà không hề bị nóng cho mình luôn ạ. Chị yêu nào sợ ngắn mình có thể mặc quần sót bên trong nha. Dạ, xếp ly nha mấy chị nha. Mẫu đang hot luôn mấy chị ơi, màu quá đẹp nè. Lên form cực kỳ chuẩn giúp em 70. Chị nào lấy cứ comment giúp em, chất dày lắm mấy chị ơi, hàng chuẩn đẹp giúp em nha. 70. Phù hợp với mọi lứa tuổi không hề kém da luôn nha mấy chị. Mã 70 70k một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em luôn ạ. Em qua tiếp mã 71 cho mấy chị luôn nha. Xem like tương tác mạnh đây giúp em để em qua tiếp mã 71 một con chân váy màu xanh rêu nha mấy chị. Chân váy xếp ly nè mấy chị ơi, size là tầm 50kg đổ lại mang vừa giúp em chân váy nha. Sale lỗ 50, chị nào lấy chút lên chân váy 50 là có đơn à. Mã 71 50k một con chân váy màu xanh rêu chất nhung cho mấy chị yêu luôn nha. Màu quá đẹp cho mình luôn ạ. 50 à. 50k ký đổ lại, 50kg đổ lại mình mang vừa nha mấy chị. Lên giúp em mã 71 50k luôn ạ. Em qua tiếp mã 72 nha, một con chân váy màu nâu ạ. 72 giúp em 56kg đổ lại mang vừa giúp em. 72 56kg đổ lại mang vừa giúp em, một con duy nhất nha. Chân váy xếp ly giúp em, sale lỗ mấy chị ơi 50, một con duy nhất là có đơn nha. Mã 72 50k từ 56kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. Mình có thể mua về cho
con mình mặc cũng đều được. Form co giãn thoải mái, mẫu quá đẹp mấy chị ơi, 50 rồi. Ra bên ngoài bán với giá rất là cao nha. Bên trong có lớp quần nhà mình chị lên giúp em mã 72, 50k một con duy nhất luôn ạ. Em qua tiếp mã 73 luôn nha. Wow, một con chân váy hỏa tiết chấm bi nha mấy chị. Luân thùng giúp em nha, 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Nhà hàng 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 Shopee giúp Shopee giúp em. Hàng bi giúp em nha, 50 chị nào lấy comment giúp em 50 là có đơn ạ. Mã 73 50k một con duy nhất nha mấy chị, hỏa tiết chấm bi mặc lên siêu sang siêu trẻ trung cho mấy chị yêu luôn ạ. Mã 73 50k một con duy nhất nha. Tương tác mạnh tay giúp em, cũng muốn lên đồ nam đồ nữ gì thì cứ để lại comment bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. Em qua tiếp mã 74 nha. Wow, một con chân váy hoa tiết hoa theo nha mấy chị. Hàng thư giúp em size là size M nha. Chị nào lấy 73 em chốt cho chị Đặng Ly ạ. Chị có đơn 74 giúp em. 74 giúp em nha mấy chị nha. Hàng là hàng thiêu chuẩn đẹp giúp em. Size là size M giúp em. Chị nào lấy comment giúp em 50 là có đơn ạ. Mã 74 50k một con duy nhất nha mấy chị. Size M đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Phối đồ nào cũng siêu xinh cho mình nha. Áo phông áo sơ mi gì đều rất là sang ạ. Hàng là hàng thiêu cao cấp giúp em 50 ạ. Xem like tương tác mình đang giúp em để em qua tiếp mã mới nha. Chị yêu nào đang xem like để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem like luôn nha mấy chị. Qua tiếp chị ơi. Em qua tiếp mã 75 luôn ạ. Chiếc váy này đẹp nè mấy chị. Mấy chị không muốn lên áo không? Hộ được không? Các bạn để lại comment nha. Em qua tiếp mã 75 một con chân váy luôn ạ. Chân váy hàng đẹp giúp em, size là 50kg đổ lại mang vừa giúp em. Chân váy là hàng chuẩn đẹp nha. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em nha, 50 là có đơn ạ. Mã 75 50k một con chân váy hỏa tiết sòng cho mình rất là sang nha mấy chị. 50k thôi ạ, mã 75 50k nha. 75 50k hàng thư ở hàng chuẩn đẹp giúp em nha mấy chị nha, hỏa tiết ạ. Đường may rất là chắc chắn cho mấy chị luôn ạ. Mã 75 50k bên trong có lớp lót rất mỏng rất là mát cho mấy chị luôn nha. Mã 75 50k. Em qua tiếp mã 76 cho mấy chị luôn ạ. Em lên áo sơ mi nha mấy đẹp nha, có áo sơ mi đẹp lắm. Anh chị muốn lên đồ như thế nào thì có thể lại comment bên dưới cho tôi xem nha. Em qua tiếp mã 76 một con áo sơ mi màu cam nhưng chị không hề bị chói luôn ạ. Ôi hàng da gà giúp em nè, chất đẹp nè, sơ mi giúp em màu quá sang. Một con duy nhất 50, chị nào lấy lên với em áo sơ mi da gà 50 ạ. Mã 76 50k nha mấy chị, ở eo có điểm nhấn cho mình mà rất là đẹp luôn ạ. Mã 76 50k. 76 50k chị nào lấy nhanh tay chốt với em 76 50k sơ mi 58kg đổ lại ạ. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao nha. Phối chân váy quần jean quần cặp cao thì đều rất là xinh luôn ạ. Mã 76 50k một con duy nhất nha. Tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp mã mới cho mình luôn ạ. Mã 77 ạ. Mã 77 nha mấy chị. 77 áo sơ mi rồi mấy chị ơi, hàng wow, siêu xinh luôn nha. Hàng chất phi lụa cao cấp giúp em nha mấy chị nha. Hàng chuẩn đẹp nè, size từ 45kg cho tới 62kg đổ lại mang vừa giúp em. Sơ mi nha, chị nào lấy chốt lẹ giúp em 50 là có đơn. Mã 77 50k một con duy nhất nha mấy chị, từ 57 58kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn nha, màu đen đơn giản nên rất là đẹp luôn ạ. Đi đâu mua được con áo sơ mi này giá 50 mới thiệt không hề cỏ nha. Từ form đến chất quá sang 50, chị nào lấy chốt lẹ giúp em là có đơn nè. Hàng chất đẹp nè, chất phi lụa mà rất là mát cho mấy chị yêu luôn nha. Mã 77 50k một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em luôn ạ. Mặc đi chơi đi làm đều được nha. 77 50 ạ. Xem like tương tác mạnh tay giúp em, muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em để bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. Em qua tiếp mã 78 nha, một con áo sơ mi hỏa tiết xong cho mình luôn ạ. Sơ mi giúp em. Mã 78 nha mấy chị. 78 là sơ mi sọc nè, hàng cao cấp giúp em nha. Một con duy nhất, chị nào lấy chốt lẹ giúp em 58kg đổ lại mang vừa giúp em 50 là có đơn ạ. Mã 78 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Bình thường bên ngoài bán với giá rất là cao luôn ạ, phù hợp với mọi lứa tuổi không hề kén xa nha. Mã 78 50k. 78 50k chốt nhanh chốt lẹ giúp em là có đơn. Dạ em xin chào chị Vũ Vũ Tuyết Nhi luôn ạ. Lên giúp em mã 78 50k nha mấy chị. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã 79 cho mình luôn ạ. 79 giúp em nè mấy chị ơi, hàng sơ mi đẹp nè. Wow, một con áo sơ mi thiết kế tiểu thư nha mấy chị. Màu mà chất đẹp giúp em nè, áo nè, gút hai bên giúp em nha mấy chị ơi. Mã 79 á. 79 giúp em, từ 45kg à, 45kg cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em. Áo sơ mi nha, hàng chất cao cấp giúp em nè, lụa cao cấp. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em 50 ạ. Mã
79 50k một con áo sơ mi rất là đẹp cho mấy chị luôn nha. Chất dày dặn mà không hề bị nóng luôn ạ. À, khối đồ nào chân váy quần jean gì đều rất là xinh nha. 50k chị nào lấy chốt comment nha để qua kiếp mã. Nhanh tay comment giúp em mã 79 50k luôn ạ. À, mấy chị muốn lên áo full set bộ được cao cấp quần chân váy gì thì cứ để lại comment giúp em để bên em sẽ lên luôn cho mình ạ. À. Em qua tiếp mã 80 nha. Em có sơ mi hàng mango mà mấy chị ơi. Hàng sang mà. 80 mấy chị ơi xem like tương tác giúp em muốn lên mẫu nào comment giúp em thì em lên chứ. Mấy chị muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment em sẽ lên luôn nha. Mã 80 một con áo sơ mi màu xanh nha. Áo nào cao cấp giúp em hàng mango xịn nè. Chất dày dặn giúp em nè, chất đẹp nè. Một con duy nhất chị nào lấy comment 57kg lại mang vừa giúp em 50 là có đơn à. Mã 80 50k 57kg độ lại mình mang vừa luôn nha. Mấy chị chất sơ mi dày dặn mà rất là đẹp cho mấy chị luôn ạ. Mẫu hàng thiết kế nha. Hàng mang gồ hiểu giúp em nè mấy chị ơi. Là đủ biết rồi. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em nha. 50k. Mã 79 em chốt cho chị Lê Nguyên ạ. Mã 80 em chốt cho chị Võ Hồng chốt ạ. Dạ có đơn. Xem like cho tất cả đây của em qua kiếp mã 81 ạ. Chỗ nào lấy thì cứ lên giúp em mã 80 50k cho em qua kiếp mã 80 50k em còn á, chị nào lấy comment giúp em. Em qua tiếp mã 81 luôn ạ. Bô lô sơ mi màu hồng nha mấy chị. Hàng bô lô hiệu giúp em nè, size 2XL nha. Một con duy nhất sơ mi, chị nào lấy chốt lại giúp em 50. Nam nữ nhìn mang cũng được giúp em sơ mi bô lô giúp em 50 nha. Mã 81 50k một con áo sơ mi màu hồng mà siêu xinh cho mình luôn ạ. Không hề bị xé nha mấy chị. Mã 81 50k. Hàng size 2XL giúp em là size L, size M, M, L, XL, 2X mang vừa giúp em nha. 50 chị nào lấy chốt lại giúp em áo sơ mi nha. Hàng chút. Hàng polo thì khỏi phải nói mấy chị ơi, từ form đến chất hàng hiệu nha. 50k chị nào lấy comment lẹ giúp em là có đơn một con duy nhất nha. Nhanh tay comment giúp em mã 81 50k một con duy nhất nha. Mấy chị xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp mã 82 cho mấy chị luôn ạ. Mã 82 nha mấy chị. Mấy chị có muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em đây, em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. 82 giúp em. Một con áo sơ mi nha mấy chị mã 82 ạ. À. Phi lộ nè mấy chị ơi. Hàng là hàng lộ cao cấp nè. Từ 45kg cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em. Chị nào lấy chốt lẹ đi 50 là có đơn à. Mã 82 50k một con duy nhất nha mấy chị. Phối chân váy quần jean gì đều rất là xinh cho mình luôn ạ. À. Đường may rất là chắc chắn luôn nha mấy chị. Chất mặc rất là mát luôn ạ. À. Mã 82 50k một con duy nhất ạ. À. Màu quá đẹp giúp em nha mấy chị nha. Một con duy nhất hàng là size M chuẩn giúp em từ form đến chất nè. Lên rất là xinh, chị nào lấy nhanh tay chốt lẹ giúp em sơ mi lụa cao cấp nè. Chất không nhăn giúp em 50, chị nào lấy comment là có đơn giúp em để qua tiếp mã nha. Chất lụa bạc rất là mát cho mấy chị luôn nha. Mã 82 50k một con duy nhất từ 58kg đổ lại mình đang vừa luôn nha. Chất này là phải lấy mấy chị ơi, rất là đẹp. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay của em lên của em mã 82 50k em qua tiếp mã 83 cho mấy chị luôn nha. Mấy chị muốn lên đồ nữ hay đồ nam thì cứ để lại comment giúp em để bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. À. Em qua tiếp mã 83. 83 à. Ơi ra ở cái đầm. Wow, một cái đầm cổ vuông nha mấy chị, siêu xinh luôn ạ. À. Ôm full body cho mình mà rất là xinh. Đầm giúp em nè mấy chị ơi, đầm chữ A nè, lên rất là xinh. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em nha. 57kg đổ lại mang vừa giúp em à. 60 à. Mã 83 60k một con duy nhất nha mấy chị. Đi chơi đi tiệc đi du lịch đều được luôn ạ. À. Mình có thể mua về cho con mình mặc đều được nha. Mẫu lên rất là xinh giúp em, hàng thiết kế nha, dây kéo khóa đằng sau nha. 57kg đổ lại mang vừa giúp em, 60 là có đơn giúp em, đầm đen à. Mã 83 60k một con duy nhất luôn nha mấy chị, xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em qua tiếp mã mới cho mình luôn ạ. À. Mã 84 nha. 84 à. Áo đẹp nè mấy chị ơi. Một con áo sơ mi màu đen nha mấy chị. Chốt này là phải chốt nha mấy chị nha, con này chị nào không chốt là siêu tiếc luôn. Đây hàng nha. Thiết kế nha chị lên giúp em mã 84 ạ. 84 giúp em. Wow. Lỗi thiết kế sang lắm mấy chị, áo sơ mi này tại em mang cái áo có trường hao ra giùm em nha mấy chị nha. Hàng chất đẹp nè, xinh lắm. Giờ đây mẫu lên rất là sang, mình về mình hạ gài nút vô giúp em nha mấy chị nha. Lên rất là xinh nè, cái này mình thắt nè, thắt theo form nè mấy chị ơi, kiểu thắt giúp em nha. Chị nào lấy chốt lệ giúp em xeo lỗ đi 50 là có đơn à. Mã 84 50k một con duy nhất nha mấy chị, màu đen hàng thiết kế mặc lên rất là sang cho mấy chị luôn ạ. Mã 84 50k luôn. 84 50k là có đơn. 53kg độ lại mình đang vừa nha mấy chị, lên giúp em mã 84 50k.
chân váy nè, hàng thiết kế nè. Wow, một con chân váy siêu xinh cho mấy chị yêu luôn. 50 cơ, 53 ký đổ lại mang vừa giúp em chân váy nha. Chị nào lấy chốt lại giúp em 50 là có đơn à. Đã 85, 50k một con duy nhất nha mấy chị. Được 53 ký đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Chất dày dặn màu nâu mặc siêu tôn da không hề kén độ tuổi nha. Dạ. 50 chị nào lấy chốt lại giúp em 50. Bình thường bên ngoài bán với giá rất là cao luôn ạ. Chất dày dặn cho mình nha. Mã 83, mã 85, 50k còn tiếp mã 86 ạ. 86 chất dạ giúp em, hàng chuẩn đẹp nè, size từ 45kg hả? 45kg cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em dạ nha. 50 là có đơn giúp em chân váy hả? Mã 86, 50k một con duy nhất chân váy họa tiết sọc cho mình rất là sang nha. Thì phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. Mã 86, 50k. Dạ quá đẹp giúp em nha, 50k là có đơn. Xem like tương tác mạnh tay giúp em để qua tiết mã mới cho mấy chị yêu luôn nha. Áo sơ mi nè mấy chị ơi, size nè 65kg đổ lại mang vừa giúp em áo sơ mi nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 mấy chị ơi. Mã 87, 50k một con duy nhất, một con áo sơ mi màu trắng họa tiết đơn giá lên rất là sang cho mình luôn ạ. Size XL giúp em, hàng thiêu nha, hàng thiêu giúp em size XL. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn, về giặt dũng nhẹ giúp em nói thẳng nha. Giờ phối quần ôm chân váy gì cũng là sang giúp em 50 sơ mi ạ. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn ạ. Mã 87, 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp mã mới cho mấy chị yêu luôn ạ. Lên giúp em mã tiếp theo mấy chị ơi, size XL luôn mấy chị ơi. Hàng thiên là họa tiết mặt cười lên rất là sang giúp em. À áo sơ mi cao cấp nha, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 luôn mấy chị ơi. Mã 88, 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Bình thường bán bên ngoài với giá rất là cao luôn ạ. Chất dày dặn mà không hề bị nóng nha. Mã 88, 50k một con duy nhất luôn ạ. Về giặt dũ nhẹ giúp em nói thẳng không mấy chị ơi. Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã mới cho mình luôn ạ. Đây, sơ mi. Size này size M nha mấy chị nha. Màu quá đẹp luôn ạ. Một con duy nhất, chị nào lấy chốt lẻ giúp em màu vàng quá xinh sọc giúp em nha. 50 là có đơn ạ. Nhanh tay comment giúp em mã 89, 50k một con áo sơ mi sọc cho mình rất là sang luôn nha mấy chị. Mã 89, 50k luôn ạ. 89, 50k giúp em màu quá xinh. Tương tác mạnh tay giúp em đang xem live stream thì để lại cho em một comment để bên em biết mình đã xem live luôn nha mấy chị. Em qua tiếp mã 90 cho mấy chị yêu luôn ạ. Hồi nãy bông hồng này có ai chút không? Dạ em qua tiếp mã 91, 90 cho mấy chị yêu 90 luôn. 90 giúp em là mấy chị ơi, 50 giúp em hàng mango giúp em size M nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 ạ. Mã 90, 50k một con duy nhất nha mấy chị. Được 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Màu hồng mà không hề bị xém cho mấy chị yêu. Màu hồng xuất sắc mấy chị ơi, lên form lên rất là chuẩn nha. 50 là có đơn giúp em. Mã 90, 50k nha mấy chị. Tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp mã mới cho mấy chị yêu luôn ạ. Em qua tiếp mã 91 cho mấy chị nha. Mã 91 ạ. Một con áo sơ mi màu xanh nha mấy chị. Ủa sơ mi đẹp nè. Một con duy nhất nha, tay comment giúp em mã 91 ạ. 91 giúp em, hàng hiệu nè mấy chị ơi, size M giúp em nha, màu quá xuất sắc luôn à. Sơ mi nha, tay nè mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 luôn đi ạ. Wow, giá siêu hồi siêu yêu cho mình luôn à. Mã 91, 50k một con duy nhất, từ 57kg độ lại mình mang vừa. Dạ đây. Khối chân váy quần gì đều rất là xinh luôn ạ. 50, chị nào lấy nhanh tay chốt lẻ giúp em 50 là có đơn giúp em 58kg độ lại ạ. Đi học, đi làm, đi chơi mà đều được luôn nha mấy chị. Mã 91, 50k qua tiếp mã 92 cho mấy chị luôn ạ. Xem like chăm cũng lên mẫu nào comment giúp em mấy chị ơi, quần áo set váy cũng có nha. Em qua tiếp mã 92 ạ. Mã 92 một con áo sơ mi nha mấy chị. Áo này kiểu này mấy chị ơi là phải chốt giúp em, hàng chuẩn đẹp nè, xịn giúp em nha, màu xuất sắc luôn ạ. Chất dày dặn nha, hai bên nó chích eo giúp em nha mấy chị nha. Size từ 45kg, 58kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn ạ. Mã 92, 50k một con áo sơ mi màu xanh cho mình luôn nha mấy chị. Điểm nhấn ở eo mặc siêu đẹp luôn ạ. 92, 50k. Khối đồ nào cũng siêu xinh nha. Màu xanh này không hề kén da kén nổi búa luôn ạ. Đường may rất là chắc chắn nha mấy chị. Mã 92, 50k một con duy nhất thôi ạ. Màu xuất sắc luôn mấy chị ơi, lên rất là sang nha. 92, 50k một con duy nhất. Chị nào lấy nhanh tay chốt giúp em để qua tiếp mã. Mã 92 em chốt cho chị Võ Hồng Phước ạ. Có đơn. Em qua tiếp mã 93 cho mấy chị yêu luôn nha. 93 màu xanh giúp em nè mấy chị ơi. À, một con áo màu xanh rêu nha chị, mã 93. 93 giúp em 56, 65kg đổ lại mang vừa giúp
giúp em 93 nha. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em 50 là có đơn giúp em mã 93. Mã 93 50k một con duy nhất từ 58kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Màu xanh rêu không hề kém da kém độ tuổi cho mình luôn ạ. À, màu xúc sắc giúp em 50k nha, 65kg ạ. Khối đồ nào cũng siêu xinh cho mấy chị luôn nha. Mã 93 50k một con duy nhất. Em qua tiếp mã 94 cho mấy chị luôn ạ. À, qua tiếp mã 94 cho mấy chị luôn nha. Mấy chị ơi tương tác giúp em để em lên tiếp nè. Mấy chị ơi tương tác mẹ cao giúp em để khoa tiếp mã mới cho mấy chị luôn nha. Mấy chị muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình luôn. Là mã 94 ạ. Ôi áo này đẹp nè, hàng lụa xịn giúp em nha mấy chị nha. Lụa xịn cao cấp nè. Hàng là hàng lụa giúp em nha, hàng lụa xịn cao cấp là chất đẹp giúp em nha. Size từ 45kg cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em. Áo sơ mi quá xinh, một con duy nhất 50, chị nào lấy chốt lẻ có đơn. Mã 94 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị, từ 58kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Chất dày dặn mà không hề bị nóng cho mấy chị yêu. Con này mà không lấy là siêu tiếp, về phối đóng thùng chân váy thì cũng được nha mấy chị nha. 50k một con duy nhất làm hết ạ. À, bình thường ra bên ngoài bán cái giá rất là cao luôn nha chị. Mã 94 50k một con duy nhất, khối đồ nào cũng siêu xinh cho mấy chị luôn ạ. Chất phi lụa mà rất là mát cho mấy chị luôn nha, phù hợp với mọi lứa tuổi, khối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. Mã 94 50k một con duy nhất, em qua tiếp. Tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp nha. Mẫu này đẹp nè mấy chị, mấy chị chốt đi, xinh lắm. Đến xoang 50. À, hình như nãy bị lỗi. Em qua tiếp mã 95 cho mấy chị luôn ạ. Mã 95 nha mấy chị. Mấy chị muốn lên áo full set màu đầm cao cấp gì thì cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. Mã 95 ạ. 95. Em lên áo xong em lên mấy con quần nữa mấy chị ơi. Ơ lộn đầm. Wow, một con áo sơ mi đen nha mấy chị, khoảng tiếp con ông ạ. À, mã 95 ạ. À, 95 giúp em hàng thiết kế nè, hàng thêu giúp em màu đen quá sang, size từ 45kg ạ. 45kg cho tới 62kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn ạ. À, mã 95 50k một con duy nhất nha mấy chị, từ 56 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À, phối đồ nào cũng siêu xinh cho mấy chị yêu luôn nha. Hàng thêu thiết kế giúp em nha, 50 ạ. À, mặc đi đâu cũng được luôn ạ. À, mã 95 50k màu đen không hề kén da kén độ tuổi luôn ạ. À, em qua tiếp mã 96 nha. Mã 96 ạ. À, 96. Mấy chị ơi muốn lên đồ như thế nào thì có thể có mẹ giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình nha. Em qua tiếp mã 96 ạ. À, 96 chị ơi. Chân váy nè. Wow, một con chân váy màu trắng nha mấy chị, chất dày dặn không hề bị lộ bên trong ạ. À, mã 96 ạ. À, 96 size M giúp em nha mấy chị nha. 96 size M 50 là có đơn giúp em chân váy nè. Hàng sang đẹp giúp em nha, dây cái khóa đằng sau. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 chân váy là có đơn nha. Mã 96 50k một con chân váy nha mấy chị, phối đồ nào cũng siêu xinh cho mình luôn ạ. À, mặc đi chơi đi làm đi tiệc đều được nha mấy chị, đơn giá lên rất là sang ạ. À, màu quá đẹp giúp em 50 ạ. À, bình thường bên ngoài bán cái giá rất là cao luôn nha mấy chị. Xem là tương tác mình tay giúp em để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem live và lên nhiều sản phẩm cho mấy chị luôn nha. Em qua tiếp mã 97 ạ. 97 giúp em đầm mà phơm chữ A, hàng da gà giúp em nha, lên rất là xinh. Ngang gối giúp em một chút xíu nha, size từ 45kg ạ. 45kg cho tới 57kg đô lại mang vừa giúp em, một con duy nhất sale lỗ 60, chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn. Mã 97 60k nha mấy chị, đầm siêu sang cho mấy chị luôn ạ. À, màu xanh đen là siêu đơn da nha, họa tiết đính cúc rất là xinh luôn ạ. À, màu xuất sắc giúp em nha, 60, chị nào lấy comment hàng da gà hiệu giúp em nha, chất dày giúp em 60. Nhanh tay comment giúp em mã 97 60k một con duy nhất thôi nha mấy chị, đi chơi đi tiệc đều được luôn ạ. À, em qua tiếp mã 98 một con áo màu vàng không hề bị chói nha. 98. Mã 98 luôn ạ. Màu vàng à. Vàng lên rất là size giúp em, vàng đẹp giúp em nha. Size từ 45kg đến 65kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn ạ. À, mã 98 50k 65kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Chất co giãn nặng rất là mát cho mấy chị luôn ạ. À, màu xuất sắc giúp em, form co giãn thoải mái rồi rất là xinh, trẻ trung đi mang cũng được, 50 là có đơn. Bình thường bên ngoài bán với giá rất là cao luôn nha mấy chị. Mã 98 50k một con duy nhất, em qua tiếp mã 99 nha. Wow, một con đầm thiết kế nha mấy chị. Hàng thiết kế giúp em nè mấy chị ơi, form chất nè, dày dặn giúp em đi chơi, tiệc đi biển nhưng mà hôm nay bị lỗi rồi mấy chị ơi. Em qua tiếp mã 99 cho mấy chị luôn nha. Mã 99 luôn ạ. Chính chính. Wow, một con đầm màu hồng nha mấy chị. Hồng giúp em nè mấy chị ơi, hồng nè. Mình mà về mua cho con mình mang cũng được nha mấy đẹp nha.
size từ 45 kg cho tới 57 kg đổ lại, mang vừa giúp em một con duy nhất chị, hai con duy nhất chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 đi ạ. Mã 99 50k một con duy nhất nha mấy chị, bình thường bên ngoài đang bán trên 300 ngàn luôn ạ. 50 chị nào lấy comment lẻ giúp em 50 nha. 57 cái đổ lại mang vừa giúp em 50 là có đơn giúp em nha. Dạng form cánh tiên màu hồng lên rất là sang ạ. Màu hồng không hề bị kém da luôn nha mấy chị, không hề bị xém luôn ạ. Mã 99 50k qua tiếp mã mới cho mình luôn nha. Mã 100 giúp em nè mấy chị ơi, nhúng hai bên giúp em phơm dài nha, qua gối giúp em chút xíu. Một con duy nhất chị nào lấy chốt lẻ giúp em 57kg lại mang vừa giúp em 50 ạ. Mã 150k một con áo, một con đầm màu xanh nha mấy chị, không hề bị chói cho mấy chị yêu mà đi chơi đi tiệc đi du lịch đều được luôn ạ. Mã 150k luôn ạ. Mã 150k giấy cái khóa đằng sau lên phơm cực tùy chuẩn mấy chị ơi, 50 là khó đơn. Mã 100 giá 50k luôn nha mấy chị, đằng sau có khéo khóa cũng rất là sang cho mình luôn ạ. A1 giúp em lên tiếp A1 mấy chị ơi. A1 nha chị, wow. Form là mấy chị ơi, lên rất là xinh. A1 giúp em một con đầm nha mấy chị nha, đầm ôm giúp em. Chiếc co giãn thoải mái nè. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 luôn đi ạ. Mã A1 50k một con đầm duy nhất luôn nha mấy chị, hoàn tất xong cho mình siêu sang luôn ạ. Hàng thiết kế giúp em nha, HM nè. Chị nào lấy comment lẻ giúp em 50 ạ. Phù hợp với mọi lứa tuổi, không hề kén dài nha mấy chị. Mã A1 50k một con duy nhất. Dạ có đường. Lên lẹ nha mấy đẹp nha, mọi thứ một một duy nhất là làm khó rồi mấy chị ơi. Em có tiếp là A2 cho mấy chị yêu luôn nha. A2. Wow, một con áo nha mấy chị, áo sơ mi. Mẫu này mọi bộ em hay bận mà mấy chị ơi, kiểu này lên rất là sang, đang hot trên thị trường phong họa tiết nha. 58kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn giúp em một con áo sơ mi ạ. A2 50k 58kg đổ lại mình mang vừa luôn nha chị, áo họa tiết mặc siêu sang cho mình luôn ạ. Khối chân váy quần cặp cao gì đều rất là sang nha mấy chị. A2 50k họa tiết ạ. Bình thường bên ngoài bán với giá rất là cao luôn ạ. A2 em chốt cho chị Sony Trần ạ. Dạ có đơn. Em có tiếp mã A3 cho mấy chị yêu luôn nha. Chân váy hiệu cao cấp giúp em nè, chất nè, chất đẹp giúp em nha mấy chị nha, hàng chuẩn đẹp nè, size M đổ lại mang vừa giúp em nha. A3 giúp em 50 ạ. A3 50k một con chân váy chất jean cho mình mặc rất là mát cho mấy chị luôn ạ. Khối đồ nào cũng siêu xinh nha. A3 50k. Có túi không mấy chị ơi, lên rất là sang. A3 50 ạ. Bình thường bên ngoài bán cái giá rất là cao luôn nha mấy chị. A3 50k khối chân váy, khối váy áo không áo sơ mi gì đều rất là đẹp luôn nha mấy chị. A3 50k luôn ạ. Em có tiếp mã A4 nha. A4 giúp em chân váy nè mấy chị ơi, chân váy hàng thiêu chuẩn đẹp giúp em. A4 giúp em, hàng còn tem mát đầy đủ giúp em nha mấy chị nha, hàng cao cấp, hàng Quảng Châu nè. Con này xem mờ nha, chị nào lấy lên giúp em A4 50 ạ. A4 50k nha mấy chị, hóa tiếp theo cho mình rất là xinh luôn ạ. A4 50k. Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em để có tiếp mã A5 ạ. A5 nha mấy chị, mấy chị có muốn lên áo full set cổ đồng cao cấp gì cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. Em qua tiếp A5 ạ. A5 A5 nha mấy chị, chuẩn bị comment giúp em luôn ạ. Wow, một con đầm nha mấy chị, đầm thiết kế đây giúp em A5 ạ. A5 giúp em co giãn theo form rồi mấy chị ơi, form chữ A lên siêu xinh. Chị nào lấy lên giúp em A5 đi xeo lỗ luôn mà 60 là có đơn A5 mà. A5 60k một con đầm duy nhất nha mấy chị, hóa tiết hoa siêu sang cho mình luôn, đảm phù hợp với mọi lứa tuổi, cái này mình mặc được 2kg luôn nha mấy chị. 56kg đổ lại mang vừa giúp em, dây kéo khóa đằng sau chất dày dặn giúp em nha, chất đẹp, hàng cao cấp nha, còn một con duy nhất 60 có đơn. A5 60k nha mấy chị, từ 56kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em để em qua tiếp A6 ạ. A6 giúp em, size là tầm 55kg đổ lại mang vừa giúp em A6 nha. A6 một con duy nhất, chị nào lấy sale lỗ 70 là có đơn giúp em ạ. A6 70k một con duy nhất nha mấy chị, từ 55kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Chất dày dặn giúp em nha, hoàng phôm đẹp chuẩn xịn giúp em nha. Chị nào lấy comment lẻ giúp em là có đơn à, 70. Mua một đầm mặc được 2kg luôn nha mấy chị, mình có thể mặc lên vai hoặc là bẹt vai cũng được luôn ạ. Mã A6 luôn ạ, 70k. Em qua tiếp mã A7 cho mấy chị luôn nha. A7 luôn ạ, một con quần nha mấy chị. A7 hàng quần hiệu giúp em, quần tây hiệu giúp em nha mấy chị nha. A7 nào, quần sang đẹp nè, màu xuất sắc luôn à.
Size là size M giúp em, chị nào lấy chốt lẹ giúp em đi, sale rổ luôn à. 50 luôn đi ạ. A750K một con duy nhất nha mấy chị, giá siêu yêu cho mình luôn ạ. À, quần ống suông mà rất là mát cho mình nha. A750K quần giúp em, chị nào lấy chốt lẹ giúp em A750K nha. Size nè mấy chị ơi, size chuẩn size M nha. Chị nào lấy cứ comment giúp em A750 ạ. A750K A7 em chốt cho chị Sony Trần ạ. Dạ có đơn. Em qua tiếp A8 cho mình nha. A8 ạ. A8. Mấy chị ơi muốn lên đồ như thế nào mấy chị để lại comment giúp em để em qua tiếp cho mấy chị luôn nha. Em qua tiếp mã A8 luôn ạ. A8 giúp em. A8 phom xuông giúp em nè mấy chị ơi. Wow, một con đầm màu vàng nha, chị lên giúp em A8 luôn ạ. Màu xuất sắc giúp em, con này phải chốt từ 45kg ạ cho tới 65kg đổ lại mang vừa giúp em, màu xuất sắc luôn ạ. A8 giúp em, sale lỗ 80, chị nào lấy chốt lẻ giúp em A8 80 ạ. Wow, một con đầm duy nhất nha chị, nhanh tay comment giúp em A8 80k luôn ạ. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn nha chị, A8 80k một con đầm màu vàng nha. Không mẫu này chị mang anh hay mang á, chị ơi chất đẹp dày dặn màu xuất sắc luôn ạ. A8 nha, 80 có đơn giúp em. Chất dày dặn co giãn cho mình mà rất là thoải mái nha chị. A8 80k một con duy nhất thôi ạ. Em qua tiếp là A9 cho mình chị luôn nha. A9. Chất này chia sẻ lại cho các mình đã giúp em qua tiếp là A9 ạ. A9. Một con đầm suông giúp em nè, hàng chất đẹp nè mấy chị ơi, lên bao sang nè. A9 nha mấy chị, một con đầm họa tiết luôn ạ. Lạnh quá. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha, mẫu là sang nè mấy chị ơi, chất dày dặn nè, hàng chuẩn đẹp, hàng ra hiệu nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em, sale lỗ mấy chị ơi, 80 là có đơn à. Wow, giá siêu yêu cho mấy chị yêu luôn nha. Mã A9 80k một con duy nhất, màu bì bon chen được nha mấy chị. Phom suông hàng thiết kế nha, hàng da gà, chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha, 80 là có đơn giúp em nha. Một con duy nhất là em hết, để em qua tiếp mã. A9 em chốt cho chị Đặng Ly ạ. Xem like, chia sẻ like, tương tác mình đây giúp em, để em qua tiếp mã A10 cho mấy chị luôn nha. A10 ạ. A10 là đẹp nè mấy chị. Wow, một con đầm nha mấy chị, đầm màu trắng này chất rất là dày dặn nha. Cái này mình phối kiểu đẹp nè mấy chị ơi, hàng thiết kế nè. Giờ đây, một con duy nhất, chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha. Size từ 45kg, 57kg đô lại mang vừa giúp em 80 là có đơn ạ. A10 80k nha mấy chị, giá siêu hồi cho mình luôn ạ. Mặc đi chơi đi làm đều được luôn nha. A10 80k là có đơn giúp em, phông trắng nha mấy chị nha. Suông lên rất là sang, đầm suông phải chốt nha. Đơn giản lên rất là xinh giúp em 80. Phù hợp với mọi lứa tuổi, không hề kém size cho mấy chị yêu luôn nha. Chất co giãn bằng rất là thích luôn ạ. A10 80k một con duy nhất, em qua tiếp mã A11 ạ. A11. Ôi con này mà đi biển đi đâu xuất sắc mày chị ơi. Hàng là chuẩn đẹp giúp em nha. Mẫu này không phải nói mấy chị ơi, áo quần gì đó chất cũng dày dặn giúp em, hàng xịn nè. Cái chất nè, dày co giãn giúp em nha. 57kg đổ lại mang vừa giúp em một con nè. Đi chơi biển đâu mang cũng được giúp em, thoải mái nha. Nè, sale lỗ mấy chị ơi, 70 là có đơn giúp em ạ. A11 70k một con đầm duy nhất nha mấy chị, đầm màu xanh họa tiết hoa siêu sang cho mình luôn ạ. À, 2 dây nắm rất là mát cho mấy chị ơi. A11 70 là có đơn giúp em, màu quá đẹp giúp em nha mấy chị nha. Mang thoải mái co giãn theo form lên rất là gọn. 70 chị nào lấy chốt giúp em là có đơn. A11 em chốt cho chị Sony Trần ạ. À, em qua tiếp mã A12 cho mấy chị yêu luôn nha. A12 luôn ạ. A12 mấy chị ơi. Chúng ta mạnh tay giúp em để em qua tiếp A12 cho mấy chị yêu luôn nha. Một con đầm 2 dây nha mấy chị, A12 ạ. A12 2 dây giúp em nè mấy chị ơi, 2 dây chất đẹp nè, cái chất này lên rất là sai giúp em. Chất này không phải là chất vải đâu mấy chị ơi, chất nhung á, nhung mềm giúp em lên xinh á. Cái này á, dền phối ôm phôm á, lên rất là đẹp giúp em, size từ 45kg á cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Một con duy nhất sale lỗ 60, một con duy nhất nha. A12 60k 57kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị, thiết kế đơn giản lên rất là sang cho mấy chị luôn ạ. A12 60 là có đơn giúp em. Màu đen không hề kém sang kém độ tuổi nha mấy chị. A12 60k một con duy nhất, em qua tiếp A13 cho mấy chị luôn ạ. Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em, muốn để đổi như thế nào thì cứ để lại comment bên em chuyển lên luôn cho mình luôn ạ. A13 nha mấy chị. A13 chuẩn lên siêu phẩm nha mấy chị, lên giúp em A13 luôn ạ.
Con này là phải chốt giúp em nha mấy chị nha. Hàng thiết kế nè, chất nè, chất von nha mấy chị, mặc von rất là mát luôn ạ. Von cao cấp giúp em nha, từ 45 kg cho tới 56 kg đổ lại mang vừa giúp em. Một con duy nhất nha, sale lỗ 60 ạ. Wow, giá siêu yêu cho mấy chị luôn nha. A13 60k, một con duy nhất, đầm màu hồng hỏa tiết cho mình rất là xinh nha. A13 60 nha. Làm thiết kế nè mấy chị ơi, chất nè, đẹp coi dạng giúp em nha. 60 là có đơn. Ra bên ngoài bán với giá rất là cao nha mấy chị, nên giúp em A13 60k, một con duy nhất. Nhanh tay comment giúp em rồi nè, em qua tiếp A14 cho mấy chị luôn nha. A14, một con áo màu đỏ đôi nha mấy chị, áo hiệu cao cấp size M giúp em nha. Áo cao cấp nè, hàng tem mát đầy đủ, chất dày dặn giúp em nha. Hàng này phải chốt giúp em nha. Một con duy nhất màu đỏ đô lên rất là sang. Từ 45kg, 58kg đổ lại mang vừa giúp em. 50 ạ. A14 50k nha chị, 58kg đổ lại mình mang vừa, phối chân váy quần jean gì đều rất là xinh luôn ạ. Màu đỏ đô mặc siêu đôi da cho mấy chị. Lên màu siêu trắng da giúp em. A14 giúp em 50. A14 50 dày dặn coi giãn thoải mái, chất form đẹp mấy chị ơi. Hàng thiêu nha, 50 ạ. Một con duy nhất này là mấy chị ơi, nhanh tay comment giúp em A14 50k luôn ạ. Xem like, chia sẻ, like, tương tác mạnh tay giúp em. Muốn lên đồ như thế nào thì đấy lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình nha. Em qua tiếp A15 ạ. A15 giúp em. A15 là mấy chị ơi, hàng mà thiết kế giúp em nè, đi làm đi đâu đi tiệc mang cũng được giúp em. Một con duy nhất 50 nè, 57kg đổ lại mang vừa giúp em. A15 50k, 57kg đổ lại mình mang vừa nha. Phối chân váy quần jean quần cọc cao gì đều rất là sang cho mình luôn ạ. Đi chơi đi làm đều được nha mấy chị. A15 50k. Xem like, chia sẻ, like, tương tác mình đây giúp em, để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem like, lên chiều siêu phẩm cho mình nha. A16 ạ, một con áo màu xanh nha mấy chị. A16 giúp em, hàng thiết kế thổ cẩm giúp em. 65kg đổ lại mang vừa giúp em. 50 là có đơn giúp em. A16 ạ. A16 50k, một con duy nhất, từ 65kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị, không hề kén da kén độ tuổi luôn ạ. A16 50k, chất phẩm rất là mát cho mấy chị luôn nha. A16 50k. Còn tiếp A17 ạ. Còn tiếp mã mấy chị ơi, ủa đầm này là phải chốt giúp em nha. A17 giúp em, hàng thiết kế màu bơ xuất sắc giúp em nha mấy chị nha. Đi chơi tiệc đi đâu đi phối cũng được giúp em. Hàng đẹp nè, xòe chất dày dặn giúp em, xe lỗ 70. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn nha. A17 70k, một con duy nhất nha mấy chị. Bình thường bên ngoài bán với giá rất là cao luôn nè. Có dây hắc eo rất là sang nha, màu không hề bị chói ạ. Có dây hắc eo mấy chị ơi, hàng chất đẹp giúp em nha. 70, chị nào lấy nhanh tay chốt giúp em là có đơn. A17 70k thôi ạ, mặc đi chơi đi tiệc đều được luôn ạ. Em qua tiếp A18 cho mấy chị yêu luôn nha. Một con áo rất là xinh luôn ạ. Hàng thiết kế nè mấy chị ơi, hàng Quảng Châu nha. Size là từ 62kg đổ lại mang vừa giúp em. Một con duy nhất, chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha. 50 là có đơn giúp em, hàng thiết kế nè. A18 50k, giá siêu hồi chưa đừng có cho mình luôn ạ. Áo đính hàn rất là xinh cho mình nha. Bao mấy chị ơi giật máy luôn ạ. A18 50k. Hàng chất đẹp giúp em, mẫu này xinh nè mấy chị ơi. Trẻ trung niên mang cũng được. 50, chị nào lấy chốt comment giúp em nha. A18 50. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. A18 50k, tương tác mạnh kèm giúp em có tiếp mà. A19 giúp em, có quần ôm nè mấy chị ơi, size nè, tầm size M đổ lại mang vừa giúp em. Một con quần ôm nha, hàng thiết kế nè, lên xinh lắm, chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha. 50 là có đơn à. A19 50k, một con duy nhất luôn nha mấy chị, từ size M đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Quần ôm phông cho mình mặc rất là xinh nha. A19 50k. A19 50 là có đơn giúp em, con quần nha, hàng đẹp nè, chuẩn nha. 50k. A19 em chốt cho chị Son đi Trần. Có đơn. Em qua tiếp mã A20 cho mấy chị yêu luôn nha. A20 ạ, wow, một con áo màu vàng nha mấy chị. Vàng quá đẹp giúp em. A20 65kg đổ lại mang vừa giúp em. A20 50k là có đơn ạ. A20 50k, chất co giãn 4 kiểu cho mấy chị, mặc rất là thoải mái luôn nha. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. A20 50k. Màu vàng xuất sắc giúp em. A20 50k. Em lên tiếp chân váy nè, hàng hiệu với em size M nha mấy đẹp nha, màu quá đẹp. A20 em chốt cho chị Son đi Trần ạ. Dạ có đơn. Em lên tiếp nè, chị nào lấy chốt với em chân váy size M màu đỏ nha, lên rất là sang. 50 là có đơn, size M chuẩn mà. A21 50k, một con chân váy màu đỏ đô mặc siêu đôn da, phối đồ nào cũng siêu xinh cho mấy
mấy triệu luôn nha. Màu xuất sắc. A21 50k là có đơn. Xem like, chia sẻ, like, tương tác. Mẹ đang giúp em muốn lên áo full set bộ đầm cao cấp gì cứ để lại comment nha. A22 ạ. A22 màu đỏ đôi giúp em lên vai bẹt vai cũng được, áo kiểu nha, hàng thiết kế chất dày dặn giúp em, 50 là có đơn ạ. A22 50k một con áo màu đỏ đôi mặc siêu đôn da cho mấy chị yêu luôn nha, chất co giãn 4 chiều từ 56kg độ lại mình đang vừa luôn ạ. 50k chị nào lấy chốt giúp em là có đơn, lên vai bẹt vai cũng được, 50 nha. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao nha chị. A23 giúp em áo nó mấy chị ơi, mẫu quá đẹp. A23 giúp em 50 là có đơn, 58kg đổ lại ạ. A23 50k 58kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị, phối quần jean quần cặp cao thì đều rất là xinh luôn. Hàng thiết kế giúp em 50 là có đơn. Mã A23 em chốt cho chị Son đi chờ này, em qua tiếp mã A24 cho mấy chị yêu luôn nha. Mẫu đẹp nè mấy chị. A24 một con áo màu nâu nha mấy chị, nâu thiết kế nè, mẫu quá đẹp giúp em nha, mẫu nó sang lắm, trẻ trung niên mang cũng được, 50 nha, 65kg đổ lại mang vừa giúp em, 50k là có đơn ạ. A24 50k của con duy nhất luôn nha mấy chị, bình thường bên ngoài không có giá này đâu ạ. A24 50k từ 65kg đổ lại mình mang vừa nha, phối chân váy quần jean gì đều rất là xinh. A24 50k. Xem like, chia sẻ, like, tương tác, mình đang giúp em để em qua tiếp mã A25 cho mấy chị. A25 giúp em áo sơ mi mango giúp em nè, 55kg đổ lại mang vừa giúp em, áo sơ mi hàng mango nha mấy chị nha, hàng hiệu nha, 50 chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn, 56kg đổ lại mang vừa giúp em ạ. A25 50k một con duy nhất nha mấy chị, từ 56kg đổ lại mình mang vừa, màu xanh không hề bị kén size cho mấy chị. Hàng mango nha mấy chị nha, mango hàng hiệu giúp em nha mấy chị nha, ra ngoài 200 mấy nay sale lỗ 50, chị nào lấy chốt comment giúp em qua tiếp mã mới nha. Phù hợp với mọi lứa tuổi luôn nha mấy chị, chất dày dặn mà không hề thấy nóng luôn ạ. Mã A25 50k một con duy nhất nhanh tay comment giúp em luôn nha mấy chị, em còn tiếp mã A26 ạ. A26 mấy chị còn muốn lên đồng thế nào cứ để lại comment giúp em, bên em sẽ lên luôn cho mình nha, em còn tiếp A26 luôn ạ. Một con áo nha mấy chị, màu xuất sắc em nha mấy chị nha, A26 màu quá đẹp nè, tay loe giúp em, mẫu lên với học sinh màu cam nha, 57kg đổ lại mang vừa giúp em, 50k là có đơn ạ. A26 50k một con duy nhất, màu này siêu đôn da cho mấy chị luôn ạ, chất mặc rất là mát cho mấy chị luôn nha, tay là tay ống loe thiết kế đơn giản nên rất là sang, mẫu quá đẹp giúp em lên vai bẹt vai cũng được nha, 50 là có đơn giúp em, một con duy nhất hàng thiết kế nha, quá xinh, 50k. A26 50k nhanh tay comment giúp em luôn nha, chị phối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. Em quan tiếp mã A27 ạ. Ôi áo này là phải chốt nha mấy chị nha, áo thun hiệu nè. Wow, một con duy nhất nhanh tay comment giúp em luôn nha mấy chị. A27 giúp em, áo hiệu giúp em, hàng chữ nè mấy chị ơi, quá sang, hàng thiết kế nha. Từ 45kg 58kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn ạ. A27 50k một con duy nhất nha mấy chị, vừa may rất là chắc chắn cho mấy chị luôn ạ. Từ 58kg đổ lại mình mang vừa nha. A27 50k, chị nào không lấy là siêu tiếp nha mấy đẹp nha, chất co giãn 4 chiều ạ. Một con duy nhất thôi nha mấy chị, đường may rất là chắc chắn cho mấy chị yêu, phù hợp với mọi lứa tuổi luôn ạ. À, mà A27 50k em qua tiếp A28 nha mấy chị. A28 màu đen nha. A28 giúp em màu đen quá sang, từ 45kg 57kg đô lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn ạ. A28 50k một con duy nhất thôi nha mấy chị, chất co giãn cho mình bằng rất là mát luôn ạ. A28 50k. Giờ đây màu đen nha mấy đẹp nha. A28 50k. Xem like, chia sẻ, like, tương tác, mẹ đen giúp em để qua tiếp là A29 cho mình luôn ạ. A29 50k. Mấy chị ơi còn xem like cho em cháu chấm chấm. Mấy chị ơi em lên tiếp nè. Nếu là A28 em chốt cho chị Son đi trần là em qua tiếp A29 nha mấy chị. Wow, một con áo siêu xinh cho mình luôn ạ. A29 nha. A29 giúp em. Kiểu nó vậy nè mấy chị ơi, mang nó sẽ như vậy nè. A29 giúp em 50 nha mấy đẹp nha, hàng lên form chuẩn là hàng thiết kế giúp em. Chị nào lấy lên giúp em mã A29 50k, A29 50k là có đơn giúp em nha. Nhanh tay comment giúp em A29 50k một con duy nhất thôi nha mấy chị, giá siêu hời siêu yêu cho mình luôn. Chất dày quá sang, A29 50, màu phối siêu sang cho mấy chị luôn nha. A29 50k qua A30 mẫu đẹp. Wow, một con áo màu cam nha mấy chị, A30
ạ. A30 50k, màu cam quá say giúp em. A30 50k là cổ đơn giúp em, màu đơn giản siêu xinh, form co giãn thoải mái, chất gân nha, màu siêu đẹp giúp em. 50k là cổ đơn. A30 50k màu con duy nhất, chất thun gân mặc rất là mát cho mấy chị luôn nha, phối chân váy quần thì được rất là xinh luôn ạ. A30 em thích cho đi chân ạ. Cổ đơn. Em qua tiếp ạ. A31 cho mấy chị luôn nha. A31 ạ. Wow, một con áo màu xanh nha mấy chị. A31 ạ. A31 giúp em, quá đẹp giúp em nha. Hàng thiết kế nó lên rất là sang nha. 58kg đổ lại mang vừa giúp em. 50k là có đơn ạ. À, nhanh tay comment giúp em. A31 50k một con duy nhất thôi nha mấy chị. Màu xanh này mặc siêu tôn da, tôn dáng cho mấy chị, yêu không hề kén độ tuổi luôn ạ. 50k, chị nào lấy chốt nhanh tay còn mình giúp em. Lên tiếp chị ơi. Mấy chị yêu muốn lên áo thu thép bộ được không, các mình cứ để lại comment giúp em. Em sẽ lên luôn cho mình nha. Em qua tiếp mà. A32 ạ. A32 một con áo sọc nha mấy chị, áo sọc màu quá xinh giúp em, sọc lên rất là xoay giúp em. 62kg đổ lại mang vừa giúp em, sọc 50 là có đơn ạ. A32 50k màu con duy nhất nha mấy chị, họa tiết sọc đơn giá lên rất là xa nha mấy chị luôn ạ. Chất co giãn 4 chiều được may rất là chắc chắn luôn nha. Trẻ trung niên, trẻ trung niên mang cũng được, 50k là có đơn. A32 em chắc cho chị con đi chân ạ. Em qua tiếp mà. A33 cho mấy chị luôn nha. A33 mấy chị ơi, áo rồi mấy chị ơi, chất đẹp nè, kiểu wow, xinh. Một con áo màu nâu nha mấy chị, chất rất là dày dặn cho màu xuất nào. Sắc giúp em, kiểu này là phải lấy nha mấy đẹp nha, từ form đến chất nè, kiểu nè lên sang lắm. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em. 58kg đổ lại mang vừa giúp em. 50k là có đơn ạ. A33 50k 58kg đổ lại mình mang vừa nha mấy chị, chất dày dặn nó rất là mát cho mình luôn ạ. À, phù hợp với mọi lứa tuổi nha, phối đồ nào cũng siêu xinh. 62kg đổ lại mang vừa giúp em một con áo nha. 50k. Nhanh tay comment giúp em. A34 luôn ạ. Wow, một con áo ba lỗ nha mấy chị. Áo xách nách giúp em, màu phối lên sang giúp em nha mấy chị nha. Hàng thiết kế nha. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em, chất đẹp nào mang thoải mái nha. 50, chị nào lấy chốt lẹ giúp em, 50 là có đơn ạ. Màu siêu sang lên rất là trắng da, 50 là có đơn. A34 50k nha mấy chị. Xem like chia sẻ like tương tác này giúp em để qua tiếp mã mới cho mấy chị yêu luôn ạ. À, em có con dung nè mấy chị ơi, dây này thắt eo giúp em nha mấy chị nha. Một con dung, dung nè mấy chị ơi, hàng thiết kế nha. Chị nào lấy chốt lại giúp em, dung 50 là có đơn ạ. Hàng da gà giúp em 50 nha. 55kg đổ lại mang vừa giúp em, dung là có đơn ạ. A35 50k, từ 55kg đổ lại mình mang vừa luôn nha. Chị mang đi chơi, đi làm, đi tiệc đều được luôn ạ. Dung 50 giúp em. Xem like tương tác mạnh đang giúp em để qua tiếp A36 luôn ạ. A35 em trước thì chị so đi chân ạ. Dạ, qua tiếp mấy chị ơi. Chương váy nè, size M nha, xương váy size M giúp em 50. Chị nào lấy chốt lẹ giúp em, 50 là có đơn ạ. A36 50k, quần duy nhất nha mấy chị, màu cam không hề bị chói luôn ạ. A36 50k luôn ạ. 50k quần là có đơn. Xem like chia sẻ like cho các mình ai giúp em. A36 50k nha. Em qua tiếp A37 cho mấy chị luôn ạ. A37 giúp em một con dung nè mấy chị ơi, hàng thiết kế 50 là có đơn giúp em, dung nha. 57kg đổ lại mang, 56kg đổ lại mang vừa giúp em, dung nha. 50 rồi mấy chị ơi, là có đơn lưng thun co giãn thoải mái nè. A37 50k một con duy nhất nha mấy chị, từ 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. À, đơn giản lên rất là xinh cho mấy chị yêu nha. Dạ, dùm nha. 50 có mút dây kéo khóa đằng sau là có đơn. Nhanh tay comment giúp em. A37 50k thì xem like chia sẻ like cho các bạn. Em có thể đổi như thế nào thì cứ để comment giúp em. Em có tiếp A38 ạ. A38 giúp em một con áo nè mấy chị ơi. Áo nâu giúp em, form màu rất là xinh nè, co giãn theo form. 65kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn ạ. A38 50k một con duy nhất nha mấy chị, chất co giãn 4 chiều cho mình luôn ạ. Chất thun gân nằm rất là mát cho mấy chị luôn nha. A38 50k. A38 50k chốt lẹ là có đơn. Mấy chị có muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em. Bên lên luôn cho mình nha. Áo thun xếp bộ đầm cao gấp thì cứ để lại comment giúp em luôn ạ. A39 nha mấy chị.
Ôi chất đẹp nè mấy chị ơi, mẫu đang hot trên thị trường nè. Mình lên vai vẹt vai cũng được nha mấy chị nha. Mang được mấy kiểu. Chất nè, ra ngoài 200 mấy nè, còn một con duy nhất sale lỗ 50. Chị nào lấy comment giúp em nha, 50 là có đơn giúp em. Kiểu nè A39 50k một con duy nhất nha mấy chị. Chất mặc mềm mịn cho mình luôn ạ, bằng rất là thích cho mình luôn nha. Dạ. Đối đồ nào cũng siêu xinh luôn ạ. A39 50k. Hàng phi size giúp em, xem like tương tác giúp em để qua tiếp mã nha. Dạ mấy chị ơi, xem like trong tương tác giúp em để qua tiếp mã mới cho mấy chị ơi luôn ạ. Em qua tiếp mã A40. Wow, tiếp tục một siêu phẩm nha mấy chị, A40 ạ. A40 với bè màu nâu nha mấy chị nha, siêu sang luôn à, chất co giãn thoải mái nha. 57kg đổ lại mang vừa giúp em, 50k là có đơn à. A40 50k 57kg đổ lại mình mang vừa nha mấy chị. Áo họa tiết đính cúc cho mình rất là xinh luôn ạ. A40 50k. Màu xuất sắc giúp em, 50 là có đơn. Phối đồ nào cũng siêu xinh nha mấy chị, chất co giãn cho mình bằng rất là thoải mái luôn ạ. A41 màu trắng hả mấy chị ơi, màu quá đẹp, màu trắng giúp em nha. Lên form lên rất là xinh, size từ 45kg à, cho tới 65kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn giúp em màu trắng à. A41 50k một con duy nhất nha mấy chị, giá siêu hời chưa đừng có cho mình luôn ạ. A41 50k màu trắng là có đơn mấy chị ơi. Xem like tương tác màn hình tay giúp em để lên tiếp cho. Chị ơi nào đang xem like thì để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem like nha. A42 một con áo màu trắng nha mấy chị. A42 giúp em nè, hàng nè, len nè, hàng chuẩn đẹp giúp em nha. 50 chị nào lấy chốt lẹ 65kg đổ lại mang vừa giúp em, 50k là có đơn. A42 50k một con duy nhất luôn nha chị. Áo màu trắng đơn giản lên rất là sáng, rất là xinh cho mình luôn ạ. Phối chân váy, quần jean, quần cà cao đều rất là đẹp nha chị. 50 là có đơn. Và tiếp mã A43 cho mấy chị luôn nha. A43 mấy chị ơi, toàn xem like không, cho em vài dấu tương tác giúp em nha, để bím lên like tiếp. A42 nha mấy chị, một con áo màu hồng luôn ạ. Wow, siêu xinh nha mấy chị. Màu hồng giúp em nè, mấy hồng màu hồng này đẹp nha mấy chị ơi, đơn giản lên rất là sang giúp em. Size từ 45kg tới 65kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn ạ. A43 50k một con duy nhất, chất co giãn cho mình, phối đồ nào cũng siêu xinh nha, phù hợp với mọi lớp tuổi luôn ạ. Cái này mình có thể mua về cho con mình mặc đều được nha. Hồng quá đẹp giúp em, 50. Chân váy đỏ giúp em nè mấy chị ơi. Chân váy hàng đẹp giúp em nha mấy chị ơi, màu đỏ nè, lên siêu sang nha. Từ 45kg, 56, 57kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 đi. Chị nào lấy chút lẻ giúp em, 50k. A44 50k một con chân váy màu đỏ, không hề kén da kén độ tuổi luôn nha mấy chị. Cái này mình phối áo phông chân, áo phông, áo sơ mi gì đều rất là xinh luôn ạ. A44 50k. 50k A44 là có đơn. Em qua tiếp mã mới cho mấy chị ơi luôn nha. Em qua tiếp mã A45 luôn ạ. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em nha. A45 một con chân váy luôn nha mấy chị. Chân váy giúp em nè, A45 giúp em chân váy nè. Hàng thiết kế giúp em nha mấy chị nha, màu quá xinh nè. Ghen nè mấy chị ơi, hàng đẹp nha. 50 chị nào lấy chốt lẻ giúp em, 50 là có đơn ạ. A45 50k một con chân váy rất là xinh cho mấy chị yêu luôn nha. Bên dưới là phối với da rất là đẹp luôn ạ. Hàng chất dày dặn giúp em, 50 chị nào lấy chốt lẻ giúp em, 50 là có đơn nha. A45 50k nha, em có tiếp mã A46 cho mấy chị yêu luôn ạ. A46 một con chân váy chất jean nha mấy chị, màu chất jean màu đen, đơn giản siêu xinh, về phối áo nào cũng rất là sang, 50 nha. 55kg đổ lại mang vừa giúp em, 50k là có đơn ạ. A46 50k giá siêu hồi chưa đừng có cho mình luôn ạ. Bình thường bên ngoài đang bán thì giá trên 200 ngàn nha mấy chị. A46 50k luôn ạ. A46 50k là có đơn giúp em, size mỏ. Cái này mình có thể mua về cho con mình mặc cũng đều được nha mấy chị. Lên giúp em mã nha, size M là có đơn giúp em, từ 45kg đến 52kg đổ lại mang vừa giúp em, 50k là có đơn ạ. A47 50k 52kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị, chất jean mặc rất là mát cho mình luôn ạ. Màu quá đẹp nha. 50k là có đơn. A47 50k luôn ạ. Em qua tiếp là A48 cho mấy chị luôn nha. A48 giúp em, đi làm đi đâu phối cũng được giúp em nha mấy chị nha. Đi làm là khỏi phải nói mấy chị ơi, về phối áo sơ mi lên rất là sang. Chân váy ôm bút chì giúp em, 50 là có đơn ạ. A48 50k một con duy nhất luôn ạ. Màu đen rất là dễ phối đồ cho mấy chị luôn nha. A48 50k một con duy nhất luôn ạ. Chất co giãn cho mình nha.
màu quá đẹp, 50 là có đơn. Em like chia sẻ like khi tương tác với chúng em để em qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn ạ. Em qua tiếp mã A49 nha. A49 mấy chị ơi. Chị ơi còn xem like không, tương tác giúp em để em lên tiếp nè. Chị ơi nào đang xem like thì để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem like luôn nha. Chị em qua tiếp mã A49 ạ. A49 giúp em áo sách nắp nè, siêu xinh, co giãn theo form giúp em. Từ 45kg đến 57kg lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn ạ. A49 50k luôn nha mấy chị, giá siêu hời cho mấy chị yêu luôn ạ. Bình thường bên ngoài không có giá này đâu nha. Áo rất là xinh cho mấy chị yêu luôn. A49 50 là có đơn. A49 50k một con áo. A50 mấy chị ơi. Wow, một con áo rất là xinh luôn nha mấy chị. A50 ạ. A50 giúp em áo nè, họa tiết nè, ghen cao cấp giúp em, 50k chị nào lấy nhanh tay chốt giúp em, 50 là có đơn nha. A50 50k một con duy nhất từ 56kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Đây. A50 50k 56kg ạ. Thiết kế tiểu thư cơ bản rất là xinh cho mấy chị luôn ạ. A50 50k rồi ạ. Em có không làm da gà nè mấy chị ơi, hàng chuẩn đẹp nè, xinh lắm, màu cam lên rất là sang, size từ 45kg cho tới 57kg lại mang vừa giúp em, hai bên hông nè mấy chị ơi, lên rất là xinh nha, một con nhất sale lỗ 60 nha, chị nào lấy chốt lại cho em. 60k giá siêu hồi cho mình luôn ạ, màu cam mà không hề bị chói cho mấy chị yêu luôn nha mấy chị, mặc đi chơi đi tiệc đi du lịch đều được luôn ạ. Dây kéo khóa đằng sau giúp em, hàng thiết kế nha, chị nào lấy chốt lẻ giúp em, 50 là có đơn giúp em để qua tiếp mã nha. Chất dày dặn được may rất là chắc chắn cho mấy chị yêu luôn nha, phù hợp với mọi lứa tuổi luôn ạ. A51 60k luôn nha, em qua tiếp mã A52 ạ. A52 chiếu nào đang xem live chưa xác mạnh tay giúp em để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem live luôn nha. A52 wow, một con áo hàng thiết, một con đầm hàng thiết kế nha. A52 57kg đổ lại mang vừa giúp em, màu quá đẹp, qua gối giúp em chút xíu nha. 50 chị nào là ở lộn 60 chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn. A52 60k một con duy nhất nha mấy chị, đầm thiết kế tôn dáng cho mình luôn ạ, lên rất là sang nha, màu siêu tôn da luôn ạ, mẫu quá đẹp làm đều được nha, mẫu đẹp lên rất là xinh giúp em nha. 60 chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn. A52 60k luôn ạ, em qua tiếp mã A53 cho mấy chị yêu luôn nha. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em, muốn lại đồ như thế nào thì cứ để lại comment bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. A53 nha mấy chị. A53 giúp em form chữ A nè mấy chị ơi, từ 45kg đến 53kg đổ lại, 53-54kg đổ lại nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em, sale lỗ mấy chị ơi, 50 luôn đi ạ. A53 50k wow, một con đầm giá siêu hời cho mấy chị yêu luôn nha, mặc đi chơi đi làm đều được luôn ạ. 50k chị nào lấy chốt lẻ giúp em, 50 là có đơn giúp em nha. 55kg đổ lại mang vừa giúp em là có đơn. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em, muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment bên em sẽ lên luôn nha. Em qua tiếp mã A54 ạ. A54 giúp em chiếc von nè, hàng cao cấp chuẩn đẹp nè, size từ 45kg tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em, một con duy nhất nha, 70 là có đơn giúp em, von xịn nè. A54 70k nha mấy chị, một con đầm hỏa tiết pha siêu sang cho mấy chị yêu luôn ạ. À, chất von mặc siêu mát nha. A54 70k một con duy nhất ạ. À, lên form chuẩn lưng thun giúp em, màu siêu trắng da giúp em, 70 nha, chị nào lấy comment có đơn. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em, muốn lên áo full set bộ đầm cao cấp gì thì cứ để lại comment bên em sẽ lên luôn cho mình luôn ạ. À, em qua tiếp mã A55 nha. A55 giúp em size M giúp em nha, 57kg đổ lại mang vừa giúp em, kèm beo dây thắt eo nha, màu hoa lên rất là sang giúp em, màu xuất sắc luôn ạ. À, chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha mấy chị ơi, 70 là có đơn luôn ạ. À, wow, giá siêu hời siêu yêu cho mấy chị yêu luôn ạ. À, mã A55 70k luôn ạ. À, A55 70k là có đơn, hoa giúp em nha, lên xinh lắm, 70. Kèm cho beo cho mình luôn nha mấy chị, A55 70k luôn ạ. A55 em chốt cho chị Tuyết Hương ạ. Có đơn. Em qua tiếp mã A56 cho mấy chị yêu luôn nha. Ôi con này dài lấy mấy chị ơi, hàng phi size giúp em nha, 63kg đổ lại mang vừa giúp em, 2 giây nè, xinh, chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha,
50 luôn đi ạ. À 56 50k nha, em xin chào chị Thùy Châu Ngô luôn ạ. À 56 50k một con đầm 2 giây cho mấy chị yêu luôn ạ. Từ 58 60 kg mình mọc vừa nha, chất co giãn cho mình luôn ạ. Dạ 2 giây mực mát mấy chị ơi, đâu phối cũng được, đang hot luôn ạ. 50 chị nào lấy chốt giúp em, 50 là có đơn màu xuất sắc luôn ạ. 50k là có đơn nha. Màu này siêu tôn giá cho mấy chị yêu luôn nha. A 56 50k có tiếp mã A 57 cho mình luôn ạ. A 57 nha mấy chị. Một con đầm màu cam không hề bị chói luôn ạ. A57 giúp em màu cam mấy chị ơi, từ 45kg 57kg đổ lại mang vừa giúp em, 60 là có đơn à. A57 60k một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em luôn nha mấy chị, mà đi chơi đi tiệc đi du lịch đều được luôn ạ, không hề ngắn có quá nha mấy chị. A57 60 lên lẹ mấy chị ơi. Mấy chị ông muốn lên áo full set màu đồng trong cấp gì cứ để lại comment giúp em sẽ lên luôn cho mình nha. Em qua tiếp mã mới luôn ạ. A58 nha. A58 ạ. Con này đẹp. Form đẹp mấy chị ơi. Chất gấm gọn chất phi nè, phi lụa. Bẹt vai giúp em xinh nè. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em một con duy nhất chất gân nha. Từ 45 kg đến 58 kg đổ lại mang vừa giúp em sao lỗ mấy chị ơi, 70 là có đơn. Lên giúp em A58 70k một con duy nhất luôn nha mấy chị, giá siêu hời siêu yêu cho mấy chị luôn ạ. Từ form đến chất nha mấy đẹp nha, chị nào lấy nhanh tay chốt lẻ giúp em 70 ạ. Bình thường bên ngoài không có giá này đâu ạ, lên giúp em mà A58 70k một con duy nhất thôi ạ. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn nha. Hoa giúp em nè mấy chị ơi, từ 45kg tới 56kg đổ lại mang vừa giúp em, hoa xinh nha mấy đẹp nha. Sale lỗ 60, chị nào lấy chốt lẻ giúp em hoa 60 nha. A 59 60k một con duy nhất, một con đầm màu xanh hoạt tiết hoa siêu xinh cho mấy chị yêu luôn nha. Hoa 60. Dạ em xin chào chị Trần Oanh luôn à, chị yêu nào lấy được giúp em mã A 59 60k nha. Qua tiếp. Em qua tiếp mã A 60 cho mấy chị yêu luôn ạ. Em lên mấy cái lên xuống like nha mấy đẹp nha, tương tác giúp em để lên tiếp nè. A 60 một con áo nha mấy chị. Áo mấy chị ơi chất đẹp nè. Chất này sang, nó màu trắng nha, lên rất là xinh, về phố mấy dạng quần lưng cao nè, áo khoác lên rất là sang giúp em. Chị nào sợ hở về khoác nhẹ giúp em nha. À, chất đẹp dày dặn co giãn nha, 58kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn. A60 50k chất co giãn 4 chiều cho mình mặc rất là thoải mái luôn ạ. À. Phối chân váy quần cạp cao quần jean gì đều rất là xinh luôn nha mấy chị. Màu trắng bao sang giúp em, nó có độ co giãn thoải mái, mấy dạng này lên gọn lắm. 50 chốt lẻ giúp em nha. A60 50k luôn ạ. À. Em qua tiếp mã A61 luôn nha. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em để lại cho em một comment để bên em có động lực like nhiều hàng hot cho mấy chị luôn nha. A61 ạ. À. A61 mấy chị ơi. Ôi xinh nè. Cái này mình mặc áo sơ mi xong mình khoác cái này bên ngoài siêu sang cho mấy chị luôn nha. 50 mấy chị ơi. A61 50k một con duy nhất luôn ạ. À. Từ 56kg đổ lại mình mang vừa luôn nha mấy chị. Hàng phi size giúp em nha mấy chị nha. 50k chị nào lấy chốt lẻ giúp em, 50 là có đơn ạ. À. Bình thường bên ngoài bán giá rất là cao luôn ạ. À. A61 50k một con duy nhất nha mấy chị. A61 50k là có đơn, màu nâu. Xem like chia sẻ like cho các mạnh tay giúp em để qua tiếp mã mới cho mình luôn ạ. À. Qua tiếp mã A62 nha. A62. Wow, một con áo nha mấy chị, mặc được hai kiểu luôn ạ. À. Kiểu đẹp nè mấy chị, hàng thiết kế nè, cao cấp giúp em nha, co giãn theo form, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn nha, nhúng mà. A61 em chốt cho chị Sony Trần ạ. Dạ. A62 luôn nha mấy chị, 50k luôn ạ. A62 50k, A62 50k giúp em, chất co giãn theo form gừng giúp em nha, nhúng 50. Nhanh tay comment giúp em A62 50k nha mấy chị. Phối đồ nào cũng siêu xinh cho mình luôn ạ. Xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em để qua tiếp A63 nha. A63 giúp em nè. Một con áo màu đen nha mấy chị. Ôi màu quá xinh. A63 50k là có đơn giúp em, 58kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 ạ. A63 50k 58kg đổ lại mình mang vừa nha mấy chị. Ôm phôm cho mình rất là xinh luôn ạ. Màu đen đơn giản này rất là sạc nha. Màu xuất sắc luôn ạ. 50 là có đơn. A63 50k luôn ạ. Em qua tiếp mã A64 cho mấy chị luôn nha. Một con áo này chị yêu nào không chốt thì siêu tiếc luôn nha. Chất gân giúp em nè, lên sang lắm, từ 45kg cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn ạ. À. Mã A63 chốt cho chị Ái Linh ạ. À. A64 50k
Mika một con duy nhất nha, mấy chị, một con áo màu trắng siêu dễ phối đồ cho mình luôn ạ. À. A6450 là có đơn. Ngay đây còn ngay giúp em A6450 nha. A6450 em chốt cho chị Son đi Trần ạ. Em qua tiếp là A65 luôn nha. A65. Con đẹp nè mấy chị ơi, con này phải chốt nha. Wow, một con duy nhất nha, chị yêu nào không chốt thì siêu tiếc luôn ạ. A65 ạ. A65 giúp em 58kg đổ lại mang vừa giúp em, màu quá đẹp 50. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50k nha. A65 50k một con duy nhất nha, mấy chị nhanh tay comment giúp em luôn ạ. A65 50k. Giá bình thường ra bên ngoài bán giá rất là cao cho chị. A65 50k một con duy nhất nha. Xem like, chia sẻ, like, tương tác với em giúp em để em qua tiếp mã mới cho mấy chị yêu luôn ạ. Em qua tiếp mã A66 nha. A66. Ôi, đẹp nè mấy chị ơi, con này phải chốt nha, mới đẹp nha. A66 A66 giúp em 58kg đổ lại mang vừa giúp em 50 là có đơn ạ. A66 50k một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em luôn nha mấy chị. Rồi đây, màu quá đẹp, A66 50. Màu trắng siêu dễ phối đồ cho mình luôn ạ. A66 50k nha. Xem like, chia sẻ, like, tương tác mình đem giúp em để em qua tiếp mã mới cho mình luôn ạ. A67 nha. A66 em chốt cho chị Son đi Trần luôn ạ. A67 giúp em đầm ôm rồi mấy chị ơi, lên rất là xinh 50 nha. Chị nào lấy chốt lại giúp em 50 là có đơn. Phơm co giãn thoải mái 50 nha, đầm giúp em. Em qua tiếp A68 cho mấy chị luôn ạ. A67 nha mấy chị. Ý áo đẹp nè. A68 giúp em kiểu mấy chị ơi, đơn giản siêu xinh, chất mong cái ghi co giãn thoải mái nha. 50, chị nào lấy chốt đẩy giúp em 50. Ngay đây comment giúp em A68 50k một con áo màu trắng siêu dễ phối đồ cho mình luôn ạ. Co giãn 4 chiều mặc rất là thoải mái nha chị. A68 50k. 58kg đổ lại mang vừa giúp em, chị nào lấy chốt lẻ giúp em, màu quá xuất sắc giúp em nha mấy chị nha, từ form đến chất. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em đơn giản siêu sang nha. 58kg ạ. Phối đồ nào cũng siêu xinh luôn nha chị. A68 50k qua tiếp mã A69 ạ. A69 mấy chị ơi. A69 nha mấy chị. Mấy chị yêu muốn lên áo full set bộ đầm cao cấp thì để lại comment giúp em, bên em sẽ đơn luôn cho mình luôn ạ. Qua tiếp A69 ạ. Một con chân váy siêu xinh luôn nha mấy chị, màu nâu ạ. A69 nha. Size M giúp em nha, chân váy nha, 50k nha. 55kg đổ lại mang vừa giúp em, chân váy 50k là có đơn. A69 50k, 55kg đổ lại mình mang vừa nha mấy chị. Em phối với áo không, áo sơ mi gì đều rất là xinh luôn ạ. Mình có thể mặc đi chơi đi làm đều được nha mấy chị. Chất bao đẹp. 50k chị nào lấy chốt lại giúp em, 50 là có đơn. Chất dày dặn cho mình luôn ạ. A69 50k qua tiếp A70. A70 nha mấy chị. A70. Wow, một con áo màu xanh nha mấy chị, A70 ạ. Màu xuất sắc giúp em, màu này là phải chốt giúp em nha. Phơm co giãn 58kg đổ lại mang vừa giúp em, hàng cao cấp nè. 50 chị nào lấy chốt giúp em nha, 50k là có đơn. A70 50k nha mấy chị, từ 58kg đổ lại mình mang vừa, chất hun gân mặc rất là mát cho mình luôn ạ. Co giãn 4 chiều đường may rất là chắc chắn nha. 50k chị nào lấy chốt lại giúp phải em. Phải biết đính hàng cho mình rất là xa luôn ạ. Dạ, A71 giúp em áo à. Màu lên rất là sang giúp em. Màu vàng giúp em nha, vàng bơn nè, xinh nè, kiểu lên rất là lạ giúp em nha. 50k chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn. Dạ, A71 50k nha. A69 em chốt cho chị sắm xếp ạ. Dạ, lấy giúp em mã. A71 nha mấy chị, 50k luôn ạ. A71 50k, 58kg đổ lại mang vừa giúp wow, em. Giá siêu hồi chưa từng có cho mấy chị yêu luôn nha. Em qua tiếp mã A72 cho mấy chị yêu luôn ạ. A72 là phải chốt nha mấy chị nha. Một con duy nhất luôn. Ủa nó cái chất này đẹp lắm mấy chị ơi, coi nè, form chất nè. Từ 45kg cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em nha. 50 là có đơn ạ. A72 50k một con duy nhất luôn nha mấy chị. Phối đồ nào cũng siêu xinh cho mấy chị yêu luôn ạ. 50 chị nào lấy chốt lẻ giúp em, 50 là có đơn. A72 50k chất co giãn 4 chiều mặc rất là mát cho mấy chị yêu luôn nha. Qua tiếp mã A73 luôn ạ. Xem like, chia sẻ, like, tương tác
chị ơi, luôn nha, màu đen nè. Đẹp nè mấy chị ơi, chất nè, sang giúp em nha mấy chị nha, màu đen siêu xinh luôn à. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 à, 57 cái đó lại mang vừa giúp em, hàng rất đẹp nha. A 73 50k một con duy nhất nha mấy chị, một con áo màu đen cho mình luôn ạ. À. Phối sang 50k. Chất nặng rất là mát cho mấy chị. Chị luôn nào lấy comment lại lẻ giúp em 50 là có đơn. Đơn giản mà lên rất là sang nha mấy chị. A 73 50k luôn ạ. Em qua tiếp A 74 cho mấy chị luôn nha. A 74. A 74. Đầm giúp em nha mấy chị nha, màu tím quá đẹp à. Linh rất là trắng da từ 45kg à, cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em đầm nha. 50 chị nào lấy chốt lẹ là có đơn. A 74 50k 58kg đổ lại mình mang vừa nha mấy chị. Màu tím không hề kén da kén độ tuổi cho mình luôn nè. Màu sắc 4 chiều cho mình luôn nha. Màu rất là đẹp mấy chị ơi, 50 chị nào lấy chốt lẹ giúp em 50 là có đơn. A 74 50k luôn nè, em có tiếp là A 75 cho mấy chị luôn nha. Để lại cho em một comment để bên em biết mình đã xem live luôn nha. A75 ạ. A75 giúp em màu quá xinh giúp em, màu này siêu trắng da giúp em, hàng nè, cao cấp nha. Từ 45kg vô 62kg đổ lại mang vừa giúp em, 50 là có đơn. A75 50k một con áo duy nhất nha mấy chị, màu này siêu tôn da tôn dáng cho mấy chị luôn luôn dạ. Ạ. Đường may rất là chắc chắn nha, phối quần jean chân váy gì đều rất là đẹp luôn ạ. A75 50k. A75 50k nha, em qua tiếp là A76 cho mấy chị luôn ạ. Đây chất đẹp giúp em. A76 nha, từ 45kg cho tới 58kg lỗ lại mang vừa giúp em 50 mấy chị ơi. A76 50k từ 45kg đến 58kg mình mang vừa luôn nha mấy chị. Chất co giãn 4 chiều cho mình luôn ạ. À. Màu quá đẹp, đơn giản siêu xinh, quan trọng là cái chất đó mấy chị ơi. 50 là có đơn. Ofo body cho mình rất là đẹp luôn nha. A76 50k có chất là A77 luôn. Dấu chấm bài để bên em biết mình đã xem live luôn nha. A77 một con áo màu cam cho mấy chị. A77 giúp em. Giờ đây màu quá đẹp giúp em nha. Cái này đằng trước giúp em, còn cái này đằng sau nè mấy chị ơi. Chất sang lắm, hàng thiết kế nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn. A77 50k chất co giãn cho mình, phối với gen và đính cúc nha mấy chị, siêu xinh luôn ạ. A77 50k 50k chị nào lấy nhanh tay chốt lẻ giúp em. A77 50k là có đơn. Xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em, lên giúp em A77 50k một con duy nhất nhằm chị, em qua tiếp mã A78 luôn ạ. Màu rồi mấy chị ơi, sang A78 từ 45kg cho tới 57kg rồi ạ, mang vừa giúp em A78 50 mấy chị ơi. Wow, giá siêu yêu cho mấy chị luôn nha. A78 50k luôn ạ, từ 56-58kg đổi lại mình mang vừa nha. A78 50k một con nhất là em hết nha. Mấy chị ơi còn theo dõi like không, cho em vài dấu comment tương tác giúp em để miếng lên tiếp nha. Giờ chị có nào đang xem like để lại cho em một comment để bên em biết mình đã xem like và lên nhiều hàng cho mình luôn nha. Em qua tiếp mã A79 ạ. A79 giúp em phông suông nè, đơn giản siêu xinh, hàng thiết kế màu quá đẹp. Từ 45kg cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em 50 là có đơn giúp em một con đầm à. A79 50k nha mấy chị. Chị yêu nào sờ ngắn mình có thể phối quần legging cũng được nha mấy chị. Hóa tiết sọc siêu sang cho mình luôn ạ. A79 50k một con duy nhất nha. Màu quá đẹp giúp em nha, màu phối rất là sang. 50 chị nào lấy comment giúp em. Ra bên ngoài không có giá này đâu nha mấy chị. A79 50k qua tiếp mã A80 luôn ạ. A80 nha mấy chị. Xem ai chia sẻ like cho các bạn giúp em qua tiếp mã A80 ạ. A80 body nha mấy chị, màu đỏ đô ạ. Hàng da gà giúp em nha, 52kg đổ lại mang vừa giúp em, da gà xịn nha. 50 chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn. A80 50k một con duy nhất, từ 52kg đổ lại mình mang vừa cho mình luôn nha. Ôm full body cho mình mà rất là tôn giãn luôn ạ. 50 da gà giúp em màu đỏ đô nha, sọc giúp em lên rất là xinh. 50 chị nào lấy comment lẹ. A80 50k luôn ạ, em qua tiếp mã mới cho mấy chị luôn nha. A81 ạ. A81 giúp em màu nâu nè, nâu tây giúp em lên rất là sang, size từ 45kg cho tới 58kg đổ lại mang vừa giúp em 50, chị nào lấy chốt lẻ giúp em là có đơn nha. A81 50k một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em luôn nha mấy chị. Khối chân váy quần jean gì đều rất là xinh luôn nha. A81 50k luôn ạ. Xem like, chia sẻ like, tương tác.
mới cho mấy chị yêu luôn nha. Lên tiếp mấy chị ơi. Em qua tiếp A82 ạ. A82 giúp em một con ôm mà mấy chị ơi, siêu đẹp 57kg đổ lại mang vừa giúp em. A82 50k. A82 50k một con duy nhất nha mấy chị. Đầm màu đỏ đô mặc siêu tôn da đô dáng cho mình luôn ạ. Đính hạt siêu sang nha. Hàng thiết kế giúp em. A82 50k luôn ạ. Một con duy nhất màu tím nha. Tím mận giúp em lên rất là sang. Hàng thiết kế chất dày dặn co vàng giúp em. 50 chị nào lấy chốt lại giúp em, 50 là có đơn. Chị nào lấy thì cứ comment của em mà A82 50k luôn nha. Xem ai chia sẻ like tương tác mình đây của em để qua kết mã mới cho mình xem luôn ạ. Mấy chị ơi. Em chị ái lên có đơn. Có đơn. Em qua tiếp mã A83 nha, một con đầm siêu xinh luôn ạ. Đầm mẹ vai giúp em nữa chị ơi. A83 nha. Đây. Hàng thiết kế giúp em bẹt vai nha, mẫu là sang nè. Size là từ 50-56kg đổ lại, mang vừa giúp em gớp vai nha. Một con duy nhất chị nào lấy chốt lại 70 là có đơn ạ. A83 70k, một con duy nhất là mình có thể mang đi chơi, đi tiệc, đi du lịch đều được luôn ạ. Đơn giá lên rất là sang cho mấy chị yêu luôn. Hàng thiết kế 70. A83 70k luôn ạ, em qua tiếp mã A84 nha. Chị nào đang xem live để lại cho em một comment luôn nha mấy chị, em qua tiếp mã A84 luôn. Ui mẫu đẹp nè mấy chị. Một con duy nhất chuẩn bị nhanh tay comment giúp em mã A84 ạ. 57kg đổ lại mang vừa giúp em size M nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em sale lỗ 80. Một con duy nhất là em hết ạ. A84 80k, một con duy nhất nhanh tay comment giúp em luôn nha mấy chị. Nó có mút ngực luôn cho mình luôn ạ. Dây kéo khóa đằng sau hàng quá xinh giúp em. 80 màu hồng rất là sang nha. 80 chị nào lấy chốt lẻ giúp em, 80 là có đơn giúp em, màu hồng rất là đẹp luôn ạ. Đôi giảm lên rất là sang cho mấy chị yêu luôn nha. A84 80k luôn ạ. Giờ đây chất dày giúp em 80. Phù hợp với mọi lứa tuổi không hề kén da nha mấy chị. A84 80k, em qua tiếp mã A85 nha. Mấy chị còn muốn lên đồ như thế nào thì cứ để lại comment giúp em bên em kể luôn cho mình luôn ạ. Em lên một bao này nữa rồi em xuống nha mấy đẹp nha. Em qua tiếp mã A85 luôn ạ. Mấy chị tranh thủ chốt giúp em. Em lên mấy mã nữa là em xuống nữa. Một con đầm họa tiết cho mấy chị yêu luôn nha. A85 ạ. A85 giúp em 57kg đổ lại mang vừa giúp em phom nè. Phom đẹp giúp em họa tiết gấu nha. Họa tiết hoa nha. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em nha. Theo lỗ 70 ạ. A85 70k, phù hợp với mọi lứa tuổi luôn nha mấy chị. Từ 57-56kg đổ lại mình đang vừa luôn ạ. Dây kéo khóa đằng sau giúp em 70. Một con duy nhất là em hết để qua tiếp mã ạ. Màu này không hề kém xa cho mấy chị yêu luôn ạ. 86 nha mấy chị, một con đầm màu xanh hoàn tiết hoa cho mình rất là sang luôn ạ. Đầm xuất sắc em nha mấy chị nha. Phong tuần nè. Có mút giúp em nha mấy chị nha, mút đệm nè, hàng thiết kế nha, màu quá đẹp. Size từ 45kg à cho tới 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Sale lỗ mấy chị ơi 70 là có đơn ạ. A86 70k, một con duy nhất luôn nha mấy chị, không hề ngắn quá luôn ạ. Cái này mình có thể mặc đi chơi, đi tiệc, đi chụp ảnh đều được luôn. Ra ngoài 200 mấy, hôm nay sale 70, một con duy nhất là em hết để qua tiếp mã. Anh ta comment của em A86 70k luôn ạ, em qua tiếp mã A87. Ở đâu ra còn sót còn này. Wow, một con đầm thiết kế nha mấy chị, nhanh tay comment giúp em luôn ạ. A87 giúp em, mẫu này không phải nói mấy chị ơi, bữa bán 600 mấy chị ơi, giá rất là cao. Rồi đây, 600 mấy gần 700 nè. Chị nào lấy chốt lẻ giúp em một con duy nhất 80 là có đơn size M. A87 80k, một con duy nhất, nhanh tay comment giúp em luôn nha mấy chị. Size M đổ lại mình đang vừa luôn ạ. Hàng thiết kế cao cấp giúp em nha mấy chị nha. 80. Chị nào lấy nhanh tay comment giúp em là có đơn size M là có đơn nha. Hàng chất đẹp 600 mấy, nay sale lỗ 70. Chất rất là dày dặn cho mình luôn ạ. À. Thiết kế váy che phết để cho mình rất là tốt luôn nha mấy chị. A87 80k, một con duy nhất, em qua tiếp mã A88 luôn ạ. Một con đầm màu đỏ nha mấy chị, hoa tiết hoa siêu xinh cho mình luôn ạ. À. A88 luôn ạ. À. A88 giúp em hoa nó mấy chị ơi, xoang lắm. Size M nha, từ 45kg, 57kg đổ lại mang vừa giúp em. Sale lỗ mấy chị ơi, 70 là có đơn. A88 70k, chất form mặc siêu mát cho mấy chị yêu luôn nha. Từ 57kg đổ lại mình mang vừa luôn ạ. Hoa giúp em mấy chị ơi, có 2 dây đằng sau giúp em nha, 70.
một con duy nhất bình thường ra bên ngoài bán với giá rất là cao luôn ạ. A88 70k, có thêm mã A89 nha. Lên mã cuối nha mấy đẹp nha, rồi em xuống like mấy chị ơi. A89 ạ, một con áo nha mấy chị, màu trắng hoài nha. Đây, sát nách giúp em, mẫu lên xinh nè, hàng thiết kế nha. Size từ 45 ký 58 ký đổ lại mang vừa giúp em nha. Sale lỗ 50, một con duy nhất là em hết ạ. À. A89 50k, một con duy nhất, phối chân váy quần jean gì đều rất là xinh luôn ạ. À. Màu trắng siêu dễ phối đồ cho mấy chị yêu luôn nha. 50. Tương tác mạnh tay giúp em có tiếp mã A90 ạ. A90. A90, hàng co giãn 4 chiều giúp em mà quá xinh, chị nào lấy chốt lẻ giúp em 50 là có đơn nha. A90 50k từ 57 kg đổ lại mình mang vừa luôn nha, mấy chị phù hợp với mọi lứa tuổi không hề kén da luôn ạ. A90 50k. Mấy chị ơi còn xem like không để em biết nha, không em xuống like mấy chị đẹp ơi. Chị ơi nào đang xem like để lại cho em một comment để bên em biết mình đang xem like luôn nha chị. Mấy chị ơi chắc em xuống like nha mấy đẹp nha, cảm ơn mấy chị yêu đã theo dõi ủng hộ bên em. Dạ xin chào mấy chị yêu ạ. À. Có gì tối 8:30 chị Mai sẽ lên live phục vụ cho mấy chị yêu nha. Dạ em xin chào mấy chị yêu của em ạ. À. Bye bye chị.